chương 4840, đế giáp, chiến xa nhìn như rất chậm, kỳ thực nhanh đến mức kinh người, nó chỉ nhấp nhô vài cái đã đi rất ha. Lăng Hàn duy trì trầm lặng, nếu vị cường giả này không thích nói chuyện, vậy hẳn đừng quấy giày mới tốt. Nhân vật phản diện bình thường chết bởi nói nhiều, mặc dù hắn không phải nhân vật phản diện nhưng vẫn tự hiểu lấy mình. Được rồi, sau gần nửa ngày, chiến xa xuất hiện tại phần cuối bình nguyên, phía trước xuất hiện ngọn núi trụi lùi, chỉ có tảng đá hình thù kỳ quái, cũng không tồn tại thảm thực vật lăng hàn nhảy xuống đất sau đó xoay người lại hắn cung kính thi lễ với chiến giáp đa tạ tiền bối chiến xa chậm rãi dừng lại người mặc chiến giáp cũng không có trả lời lăng hàn lại thi lễ lúc này mới quay người rời đi sau khi đi mấy bước bỗng nhiên hắn nghe tiếng ẩm hắn quay đầu lại nhìn chỉ thấy chiến giáp rơi xuống đất mũ giáp hộ oản bao đầu gối tất cả rơi đầy trên chiến xa nhưng không có cường giả xuất hiện lăng hàn cảm thấy căng thẳng chẳng lẽ trước đó chỉ là chiến giáp tự hành động bởi vì chiến giáp vừa khớp, cũng không có lộ ra chút khe hở nào, cho nên, bên trong có người hay không cũng không nhìn ra. Là chiến giáp mang mình tới đây, Lăng Hàn cảm thấy tim đập mạnh, bộ chiến giáp này khẳng định là đế binh. Nói đến đế binh, bình thường đều là vũ khí, mà đế binh vì cái gì gọi là đế binh mà không phải đế khí, cũng có thể nhìn ra được, tuyệt đại bộ phận đều là hình thái binh khí mà không phải hộ giáp. Nếu hắn có thể đạt được hộ giáp, không có hỗn độn cực lôi tháp, phòng có đế giáp, hắn trâu bỏ cỡ nào nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu lăng hàn và hắn lắc đầu bỏ qua vì cái gì từ xưa đến nay hắn tuyệt đối không phải người đầu tiên tới đây nhưng vì cái gì chiến xa chiến giáp lại ở đây chẳng lẽ người khác không hứng thú với đế giáp khẳng định có chỉ là không thể lấy đi đây là dụ hoặc mê người nhưng bộ chiến giáp này chiếc chiến xa này vẫn ở đây nó nói rõ cái gì không phải không có người suy nghĩ mà là không làm được người thất bại đều chết rồi lăng hàn đoán được đa gia Phật nói tới nguy hiểm, chỉ sợ còn có khảo nghiệm lòng người. Hắn hít sâu một hơi, hắn không chút do dự quay người rời đi. Đế giáp rất mê người, nhưng Lăng Hàn có lòng tin vào mình. Hắn có thể vô địch, không cần ngoại vật. a à, Lăng Hàn vừa mới bước lên ngọn núi, hắn cảm thấy có lực lượng tác dụng vào thân thể như muốn xé nát hắn ra. Hắn vội vàng vận chuyển bí lực chân áp lực lượng này, thể phách cường đại vững như bàn thạch. Một bước lại một bước, hắn kiên định đi lên phía trước lực lượng này đang biến hóa một hồi tác dụng lên toàn thân của hắn nhưng một hồi lại tác dụng lên bộ vị nào trên thân thể của hắn việc này rất kinh khủng lực lượng mạnh mẽ như vậy cùng bộc phát lang hàn chỉ phản ứng hơi chậm thì bộ phận đó đã chảy máu lang hàn cau mày tay trái của hắn xuất hiện lỗ máu máu tươi trong suốt nhưng không có rơi xuống bởi vì thể phách của hắn cường hoành nếu không cái lỗ máu này sẽ mở rộng gấp đôi thậm chí toàn bộ cánh tay của hắn sẽ đứt gãy lang hàn sinh ra cảnh báo tuyệt đối không thể sơ ý hắn nhất định phải phản ứng đầy đủ kịp thời nếu không cỗ lực lượng này bộc phát trong thức hải của hắn thì sao đây chính là nơi quỷ quái hung hiểm không gì sánh được lang hàn tăng phản ứng lên cực hạn lực lượng kia cũng hành động theo hắn còn tốt mặc dù lực lượng bộc phát rất mạnh nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng hắn chỉ cần hắn phản ứng kịp thời thì không bị đả thương nhưng mà lang hàn cũng không phải chỉ cần đối kháng lực lượng này hắn còn phải đi đường và quan sát tình huống trên núi vạn nhất còn gặp nguy cơ lớn hơn thì sao ngọn núi không cao bởi vì nơi này có quy tắc quỷ gì tác dụng nên muốn xé nát cơ thể con người cho nên tốc độ lăng hàn không thể đi nhanh được nhất định phải toàn tâm toàn lực đối kháng lực lượng này bởi vậy sau khi đi thật lâu thì hắn dừng bứa a à, lăng hàn sướng sờ hắn nhìn thấy một gốc dây leo trên đỉnh núi nó cuộn lại trên nham thạch đỏ thẫm gốc dây leo giống như đã chết lá cây điêu linh hơn phân nửa trên mặt của nó lại kết một quả trái cây trái cây này lớn như quả nhãn nhưng có màu hồng phấn Vỏ trái cây có hoa văn huyền diệu, từ đó người nào nhìn thấy cũng muốn ăn. Ngô Lang Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, hắn phun ra một ngụm máu tới. Tại sao lại phân tâm vào lúc này? May mắn, lực lượng kia tác dụng lên toàn thân của hắn, bởi vậy hắn chỉ phun máu tươi chứ không trực tiếp chết đi. Lang Hàn vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn cất bước đi qua, một tay hái quả xuống, hắn đang quan sát đây là cây gì, tại sao sinh trưởng tại nơi quỷ quái này mà không hỏng, khẳng định là bảo quả. Sau đó Hắn xuống núi, sau khi hắn đi gần nửa ngày, cuối cùng Lăng Hàn đi tới dưới núi, phía trước là một khu vực bình nguyên, khắp nơi có băng tuyết bao phủ, có hàn ý vô tận ập tới, hắn cũng phải run rẩy. Đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, bên dưới là băng thiên tuyết địa, trên núi lại có dung nham dân trào có thể tùy tiện thiêu chết thánh nhân. Lực lượng quái dị biến mất, nhưng Lăng Hàn không dám sơ ý, dung nham có thể thiêu chết thánh nhân, hắn cũng không thể an toàn hơn chút nào. Lăng Hàn không có vội vã tiến lên, hắn chữa thương trước tiên. Mặc dù chỉ một ngày ngắn ngủi nhưng lực lượng kia tàn phá làm thân thể hắn bị tổn thương, hơn nữa thời khắc bảo trì trạng thái khẩn trương cao độ cũng làm hắn mệt mỏi. Hắn cần nghỉ ngơi, ba ngày sau, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, tinh thần của hắn sung túc không thiếu sót. Rốt cuộc hắn cầm trái cây hái được trên đỉnh xuống ra xem, hắn xem xét cẩn thận. Trên núi đầy lực kéo quái dị, hắn cần phải ứng phó cẩn thận, gốc dây leo kia có thể sống sót, trái cây này có gì kỳ lạ. Hắn cẩn thận xem xét mặt ngoài trái cây có hoa văn huyền diệu giống như ẩn chứa một loại đại đạo chân giải nào đó ánh mắt của hắn bị hấp dẫn vào trong đó qua thật lâu rốt cuộc lăng hàn mới thu hồi ánh mắt trên ngón tay của hắn xuất hiện đạo tắc đạo tắc như sợi dây vòng quanh ngón tay hắn điểm một cái ong 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 đại đạo minh sướng lăng hàn kinh ngạc đây là thủ pháp điều động đạo tắc có thể dùng gia tăng uy lực của tiên thuật t hoa văn trên vỏ trái cây đã thần kỳ như thế như vậy quả này là đại dược lăng hàn không do dự hắn lập tức ném vào trong miệng, hắn nhai một cái, nước trong trái cây chảy ra, dòng nước ngọt ngào không gì sánh được, làm cho lỗ chân lông của hắn như nở ra. Thật ngon, hắn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng toàn bộ quả đã biến thành nước chảy vào trong miệng của hắn, chỉ còn vỏ ngoài của trái cây mà thôi. chương 4841, Phong Diệu Lăng Lăng Hàn cũng không có lãng phí, hắn thu vỏ trái cây lại, hoa văn phía trên huyền diệu khó hiểu, có thể giúp người ta lĩnh ngộ, hơn nữa, hắn cũng muốn dựa vào thứ này tìm hiểu lai lịch trái cây. Quá nóng, đột nhiên hắn nghe răng, trong tứ chi kinh mạch bị hơi nóng bao phủ, mắt trần có thể thấy trên người hắn sinh ra hơi nóng, oanh, thậm chí quần áo của hắn bắt đầu hóa thành cho tàn. Phải biết, quần áo trên người hắn dùng tiên liệu dệt thành, cho dù thân thể hắn phong to thu nhỏ thì quần áo cũng lớn nhỏ theo. Nhưng bây giờ quần áo bị đốt thành cho tàn, tê, ngọn lửa này quá kinh người. Nhưng mà Lăng Hàn chỉ cảm thấy nóng, làn da lại không bị đun nóng, thật kỳ quái nhiệt lực bắt nguồn từ tiên quả kia dường như hắn chỉ cảm nhận sức nóng mà không bị tổn thương năng lượng không ngừng bao phủ thân thể của hắn giống như muốn nhét đầy cơ thể của hắn tu vi của lăng hàn bắt đầu tăng lên linh thân thứ bảy trưởng thành thật nhanh quả nhiên đây là đại dược dược lực quá kinh người nhưng vấn đề là nhiệt độ cũng quá cao mặc dù tạm thời không tạo thành tổn thương với hắn nhưng lăng hàn cảm giác hơi nước trong người không ngừng bốc hơi không chịu nổi hoàn toàn chịu không được Lăng Hàn lao vào trong khu vực băng thiên tuyết địa, hy vọng có thể dùng những hàn băng này hạ nhiệt cho mình. Tư, hắn quá nóng, xông vào trong đống tuyết, băng tuyết bắt đầu hòa tan và hóa thành nước. Vẫn quá nóng, trong mắt Lăng Hàn hiện tại chỉ có băng tuyết, hắn giống như con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi, nhưng hắn vẫn còn một tia lý trí, từ đầu đến cuối chỉ chạy quanh bốn phía, cũng không có xâm nhập vào tuyết nguyên. Cũng không biết trôi qua bao lâu, rốt cuộc hơi nóng qua đi, Lăng Hàn giữ vững tinh thần, hắn lui trở về ngọn núi, sau đó hắn ngã xuống và ngủ say. Cùng lúc đó, một người mặc áo đen xuất hiện tại chân núi, nhưng là ở ngọn núi khác. Người này mang hát xa che mặt, không thấy dung mạo nhưng từ dáng người thước tha cũng nhận ra đây là nữ tử, eo thon nhỏ, ngọc phong nhô lên ngạo nghế, bờ mông tròn trịa, nàng rất mê người. Nàng quay đầu nhìn chiến xa, trong mắt lộ ra ý động tâm nhưng trung quy không có xuất thủ. Nếu không thể khắc chế tham lam của mình, chờ đợi nàng chính là cảnh tượng thịt nát xương tan nàng quay người đi lên ngọn núi đôi mắt đẹp lấp lánh nàng biết rõ trên núi có một gốc dây leo cực hỏa địa linh nó kết ra trái cây là đại dược hiếm thấy chẳng những có thể tăng lên tu vi hơn nữa còn trợ giúp nàng tu thành bí pháp điều động thiên địa đại đạo nếu có đủ cơ duyên thậm chí có thể khai phát ra một môn đế thuật đây mới là cơ duyên nàng muốn có thế nhân đều cho rằng đế lộ chỉ có một lối vào nhưng đế lộ xuất hiện ở âm dương hai giới âm phủ cũng có lối vào hơn nữa đây là vãng sinh lộ của âm hồn chỉ cần thành công đi ra sẽ sống thêm đời thứ hai. Đáng tiếc, từ xưa đến nay có bao nhiêu người thành công. Nàng lẩm bẩm, giống như đang phê bình, lại giống như nhớ lại. Đếm khắp lịch sử, nữ đế chỉ có hai vị, nhưng mà sắp có nữ đế thứ ba. Nàng nói chuyện đầy cao ngạo, cũng bộc phát tự tin mãnh liệt. Chính là ta, Phong Diệu Lăng, nữ tử này bước đi, trên núi có lực lượng quái dị bao phủ, bởi vì cảnh giới của ngươi mà lực lượng sẽ biến hóa, mặc dù nàng chỉ là cường giả giáo chủ cũng lộ ra vẻ cố sức, hơn nữa thân thể không ngừng chảy máu tươi. Đúng là nơi đáng sợ, với thực lực của ta còn chật vật như thế trên đời này còn có người thứ hai có thể thông qua sao? Phong Diệu Lăng kinh hô, nhưng trong giọng nói cũng khẳng định thực lực của chính mình. Ngô, nàng ho ra máu, cũng nhuộm đỏ vải đen che mặt. Lúc này, trên người nàng tỏa ra ánh sáng màu bạc tạo thành một cái hộ thuẫn ngăn cản lực lượng xé rách ra bên ngoài. Không, ta có thể, nữ tử này cố chấp nói, không biết nàng động tay chân gì, hộ thuẫn biến mất. Nàng tiến lên một cách khó khăn, bỏ ra thời gian gần một ngày, cuối cùng nàng cũng lên đỉnh. Đến, nàng nở nụ cười, nhưng nụ cười trên mặt đông cứng. Tiên quả đâu, cực hỏa địa linh quả đâu? Nàng ngây ngốc nhìn gốc dây leo ra, trên mặt lộ ra thần sắc không dám tin, nàng có xúc động phun máu tươi. Nhưng lúc nàng sướng sờ thì lực lượng kia ập tới, nàng đau đớn tỉnh táo lại. Nàng thấy rõ ràng, trên dây leo có vết tích rất mới. Nói cách khác, cũng không phải tư liệu phạm sai lầm mà là có người tới trước và hái cực viêm địa linh quả lúc này trên mặt nàng có cảm giác nóng bỏng vừa rồi nàng còn khoe khoang trừ nàng ra không có người thứ hai có thể thông qua kết quả thì sao nàng sinh ra chiến ý rất mạnh càng có một loại địch ý sâu đậm gia hỏa này còn chưa gặp gỡ cũng đã bạt tai nàng một cái không thể nhịn nàng giữ vững tinh thần và đi về dưới núi đuổi kịp tên kia cho dù không thể đoạt lại tiên quả cũng phải giáo huấn đối phương dám đánh vào mặt nàng thời gian một ngày trôi qua nàng đã đi tới chân núi hả đôi mắt nàng quét qua nàng thấy được lăng hàn sau đó gương mặt nàng đỏ bừng chính mình nhìn thấy cái gì nam nhân không có mảnh vải che thân cũng quá hủy tam quan nơi đây là nơi nào hiểm địa của thiên địa nhưng nơi có một tên nam nhân nằm khỏa thân quả thực không thể tưởng tượng nổi nói ra sẽ không có người tin tưởng nhưng mà nàng lập tức ý thức được đây chính là kẻ đã hái cực viêm địa linh quả đúng hắn nhất định đã ăn tiên quả dược lực phát tác thiêu sạch quần áo nàng quay đầu đi và vung tay lên bàn tay ngưng tụ thành một đạo kiếm khí có uy lực khủng bố thời điểm kiếm khí chém tới đột nhiên lăng hàn phi thân bay lên tránh thoát một kích này hắn đã luyện hóa tiên quả nhưng bởi vì dược lực quá mạnh làm cho hắn lâm vào hôn mê nhưng võ giả như hắn có cảm giác nguy cơ rất mạnh bản năng thân thể còn phản ứng trước cả nhận thức lúc này thần trí của hắn mới trở về a à, tình huống như thế nào hắn nhìn thấy phong diệu lăng trong ánh mắt mang theo sát ý khó hiểu. Vô duyên vô cớ xuất thủ với hắn, quá ghê tởm. "Ngươi là ai?" Lăng Hàn lạnh lùng nói. "Tên đáng chết." Phong Diệu Lăng tức giận, "Ngươi đã tỉnh lại, vì cái gì không mặc quần áo vào?" Rõ ràng không mảnh vải che thân nhưng không có chút xấu hổ, hai tay còn bắt chéo sau lưng làm ra vẻ. Bị nàng mắng một câu, Lăng Hàn mới phản ứng lại. "Ta, khốn kiếp, y phục của ta đâu?" Hắn vội vàng mặc quần áo vào, hắn lắc đầu, lần này bị người ta chiếm tiện nghi hắn nghĩ như vậy, trên mặt cũng bộc lộ ra ngoài. Phong Diệu Lăng nhìn thấy và tức điên, chương 4842, kết thù, cuồng đồ, người muốn chết. Phong Diệu Lăng giết tới, nếu Lăng Hàn đã mặc quần áo vào, nàng cũng không cố kỵ nữa. Đúng là đồ vô si, ở không mảnh vải che thân trước mặt nàng, còn làm ra bộ dạng lỗ vốn. Quá ghê tởm, quá vô si, rất đáng hận, oanh, thực lực giáo chủ bộc phát, sau lưng nàng xuất hiện sông lớn và phát ra âm thanh bằng bạc. Đó là một con sông nhưng thật sự còn bao la hơn biển, có vô tận đạo tắc đang xen vào nhau. Lăng Hàn nhe răng, đây chính là giáo chủ đấy. Hắn lập tức vận dụng sát khí xung kích, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là đối phương không chịu ảnh hưởng. Phải biết, dù người có thực lực mạnh hơn hắn, nhưng sát khí xung kích còn có thể phát huy tác dụng, đây là công kích nhằm vào linh hồn, khác biệt là tác dụng dài hay ngắn. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đế nữ, trừ phi đeo pháp bảo phòng ngự do đại đế tự tay luyện chế, nếu không, dù là giáo chủ cũng bị sát khí xung kích ảnh hưởng. Lăng Hàn lúc này mới kịp phản ứng, nữ này đi đế lộ từ âm phủ. Kỳ quái, người cũng bị người truy sát, không thể đi cửa chính sao. Oanh, phong diệu lăng đánh một kích thất bại, trên mặt mang theo kinh ngạc, bởi vì Lăng Hàn chỉ là hóa linh cảnh. Nhưng mà phẫn nộ làm nàng không có hứng thú mở miệng hỏi thăm Lăng Hàn có lai lịch gì. Quá cay con mắt, cái thứ vô tích sự kia lúc lắc trước mặt của nàng hiện tại nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là đánh chết Lăng Hàn cường giả giáo chủ muốn giết hóa linh chân quân có gì khó sao huống chi nàng còn là thiên tài vô cùng cao minh oanh sông lớn sau lưng nàng bộc phát rất mạnh cũng lao thẳng về phía lăng hàn lăng hàn sinh ra một loại cảm giác nếu đụng phải một giọt nước sống hắn sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục nữ nhân này mạnh thế đế nữ rất bình thường lăng hàn không có chút do so dự hắn phát động phượng rực thiên tường trải hắn không ham chiến hóa linh chân quân đánh giáo chủ đã ăn thiệt thòi huống chi giáo chủ này còn là thế hệ hoàng kim thậm chí còn mạnh hơn tiểu thừa cảnh bình thường oanh hai cánh hỏa diễm phát động hắn đã tiến vào cánh đồng tuyết phong diệu lăng tứ giận ngập trời nàng nhìn thân thể lăng hàn trong nội tâm đã tức giận lăng hàn hết lần này tới lần khác còn làm ra dáng vẻ thua thiệt việc này càng làm nàng tức giận giết phải giết tiểu tử này hô nhưng lúc này gió tuyết đầy trời và kình phong đáng sợ ập tới phong diệu lăng lập tức đáp xuống đất gió lạnh như đao chẳng những làm thân thể của nàng đau đớn còn cắt nát quần áo của nàng nàng không cho phép việc này xảy ra nàng nhìn thấy thân thể lăng hàn nàng đã bị thua thiệt nếu nàng bị lăng hàn nhìn thấy thân thể tuyệt đối không phải hai bên hòa nhau mà là nàng càng lỗ vốn nhưng nàng thình lình phát hiện lăng hàn đã chạy đi cho dù tốc độ giảm một chút nhưng vẫn nhanh hơn nàng làm sao có thể lăng hàn không biết nhưng nàng vô cùng rõ ràng hoàn cảnh nơi này sẽ nhằm vào cảnh giới khác biệt mà sinh ra áp lực khác biệt cho nên cho dù là hóa linh cảnh cũng tốt, tiểu thừa cảnh cũng tốt, kỳ thật tiếp nhận áp lực đều là tương đối, sẽ có cực hạn của mình. Có thể nói, ở chỗ này có thể nhìn ra thiên phú của một người, cùng giai thực lực càng mạnh, biểu hiện càng nhẹ nhõm. Nàng thế mà không bằng lăng hàn, làm sao có thể, nàng không thể tin được, không thể nào tiếp thu được, với tư chất của nàng hoàn toàn có thể lực đoạt đế vị, nhưng tại sao không bằng nam nhân trước mặt. Nhưng sự thật đúng là như thế, nàng và lăng hàn đang kéo dài tranh lệch, làm cho nàng giật mình, nàng phẫn nộ, nàng im lặng. Lúc này, Lăng Hàn đã dừng bước, quay đầu lại và lớn tiếng nói. Con mụ điên, nhìn lén ta, còn muốn giết người diệt khẩu, chúng ta không xong đâu. Phong diệu lăng suýt nữa phun máu tươi người còn có mặt mũi trả đúa. Nhưng Lăng Hàn đã quay người nghênh ngang rời đi, nàng có tức giận cũng không có chỗ phát tiết. Nơi xa, Lăng Hàn nghe răng, hắn biết rõ Phong Diệu Lăng nổi giận như vậy là có thể lý giải, nhưng bị người ta đánh lén khi đang ngủ, còn bị truy sát, hắn làm sao nhịn cơn tức này? chờ đó, hắn nhất định sẽ trở về báo thù. hắn muốn đánh mông của nàng. a, à, đột nhiên hắn phát hiện đạo linh thân thứ bảy đã tu tới cảnh giới hoàn mỹ. viên tiên quả kia tác dụng, lang hàn lập tức kịp phản ứng. lúc trước hắn tiến vào trạng thái ngủ, tu vi cũng tăng lên nhanh chóng. một lần hành động đã đột phá thất biến đỉnh phong. nơi này quá mức rét lạnh, không thích hợp đột phá. rời khỏi băng nguyên, ta sẽ suy nghĩ đột phá bát biến hắn vượt qua gió lạnh tiến lên vì tránh né giá lạnh hắn hạ xuống và đi lại trong cánh đồng tuyết một chân đạp vào tuyết động dày hai thước hắn vừa đáp xuống thì nửa người đã chìm vào trong tuyết có thể xem đây là mặt đất cũng có thể lẩn tránh gió giá lạnh nhưng bởi vì trực tiếp tiếp xúc với tuyết nên vẫn cảm giác hàn ý lăng hàn không ngừng run rẩy phòng ngự gì cũng không được may mắn lăng hàn thể phách cường hoành nếu không hắn chắc chắn đã chết khóng hắn cảm thán người có thể thông qua cánh đồng tuyết chỉ giải rác không có bao nhiêu nếu dùng đế lộ làm nơi xuất phát đếm hết thiên hạ người thông qua chỉ đếm được trên đầu ngón tay ba ngày sau lang hàn đã đi tới cuối cánh đồng tuyết phía trước xuất hiện một hẻm núi không tính quá lâu hắn nhìn thấy con đường hắn thông qua sau đó tìm nơi đột phá lang hàn nghĩ nghĩ quyết định đột phá trước bởi vì hắn khát vọng thực lực hắn sử dụng gia hư không thú phủ lên người sau đó ngồi xếp bằng xuống và đột phá bát biến linh thân thứ tám dần dần ngưng tụ hình thức ban đầu từ từ ngưng tụ thành. Lúc này, phòng diệu lăng xuất hiện, nàng đi qua bên người lăng hàn, nàng hơi dừng một chút như phát hiện cái gì đó, nhưng ánh mắt nhìn chung quanh và tiến lên. Nàng mơ hồ cảm ứng được có dị dạng, nhưng nàng không phát hiện cái gì, cho rằng mình đang nghi. Phía trước, nguy hiểm, nàng dừng bước lại, cũng ngồi xếp bằng khôi phục trạng thái tốt nhất, sau đó nàng mới bước đi. Nàng xông vào hẻm núi, lúc này có một lợi kiếm màu vàng từ trên trời chém xuống, cũng chém thẳng vào người nàng. Phong Diệu Lăng phát động thân pháp tránh né, không dám đụng phải lợi kiếm. Nàng biết rõ, lợi kiếm có lực phá hoại đáng sợ không gì sánh kịp, tuyệt đối không thể bị đụng phải, nếu không, tính mệnh khó đảm bảo. Liên tiếp trốn tránh, hiểm lại càng hiểm nhưng nàng vẫn thông qua thành công. Tạc tử kia cũng thông qua, nàng lầm bẩm trong giọng nói mặc dù còn mang theo sát ý nhưng cũng có vài phần bội phục. Hẻm núi này cực kỳ khó thông qua, nàng có trải nghiệm bản thân, hơi sợ ý là chết ngay tại chỗ. Nhưng mà nàng nhưng lại không biết, ra hỏa nàng oán hận vẫn chưa thông qua hẻm núi. chương 4843, bị ngạn, ba ngày sau, Lăng Hàn thành công đột phá bát biến. Bát biến, khoảng cách tiểu thừa cảnh lại tới gần chút. Lăng Hàn mặt tươi cười, nói, quả nhiên, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, muốn gia tăng tu vi nhanh chóng phải đi vào bí cảnh. Bình thường hắn muốn đột phá bát biến cần thời gian 4 tới 5 năm, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn chỉ mất vài ngày mà thôi. Nhưng mà, Hẻm núi kia nguy hiếm vượt qua tưởng tượng. Lăng Hàn thì thào, trước đó hắn đang ở trạng thái bế quan nhưng vẫn có thần ý lưu chuyển, hắn nhìn thấy cảnh Phong Diệu Lăng thông qua hẻm núi. Kiếm vỗ từ trên trời rơi xuống, hơi không cẩn thận sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn cũng không có xuất động, hắn đang suy nghĩ, Phong Diệu Lăng có khả năng canh chừng hắn ở phía đối diện hay không? Thứ hai, hắn cũng phải củng cố cảnh giới. Hai ngày sau, Lăng Hàn mới đứng lên, đi thử một chút, hắn đi vào trong hẻm núi lúc này hẻm núi yên tĩnh xuất hiện lợi kiếm chém về phía hắn. Lăng Hàn phát động thân pháp, hắn trốn tránh cực nhanh. Hắn không thể lập tức lao ra ngoài, bởi vì toàn bộ hẻm núi đều bị lợi kiếm bao phủ, nếu lỗ mãng lao tới sẽ tặng mạng mà thôi. Tinh thần của hắn bảo trì trạng thái vận chuyển tốc độ cao, đầu óc vô cùng thanh tỉnh, bất kỳ biến hóa nhỏ gì cũng bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát, hắn đã thông qua một phần ba hẻm núi. Nhanh, hắn nói trong lòng, trên mặt không lộ ra chút thần thái nào hiu 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 kiếm mang liên tục chém tới một nửa trên trán lăng hàn xuất hiện mồ hôi lạnh đầu óc đang hoạt động tần suất cao hắn gặp áp lực như núi nơi này khảo nghiệm lực phản ứng của hắn chỉ cần hơi không cẩn thận bảo đảm chết ngay lập tức hai phần ba ánh mắt lăng hàn sáng rực hắn phát động phượng rực thiên tường tốc độ của hắn chẳng những nhanh hơn nữa rất ổn Xeo, thân hình lăng hàn vượt qua hẻm núi hắn quay đầu nhìn lại trong lòng có cảm giác nhẹ nhõm nguy hiểm thật cuối cùng đã thông qua, mặc dù thời gian không dài, chỉ qua nửa giờ nhưng hắn lại có cảm giác như trải qua một trận đại chiến đáng sợ. Lăng Hàn ngồi xuống, khôi phục trạng thái một chút, sau gần nửa ngày, hắn đứng lên và rời đi. Còn tốt, Phong Diệu Lăng cũng không ngăn chặn ở nơi này, có lẽ nàng cho rằng hắn sớm thông qua. Cũng phải, có ai nghĩ hắn sẽ đột phá đâu? Đi lần này là thời gian 4 ngày, xa xa, Lăng Hàn đã nghe thấy tiếng nước chảy. A, à, là Hung bà nương kia đang chiến đấu sao? Lăng Hàn phản xạ có điều kiện nghĩ tới điểm này, thời điểm Phong Diệu Lăng chiến đấu thì sau lưng xuất hiện dòng sông, tiếng nước thủy triều cuồn cuộn. Nhưng sau khi hắn tiến lên, hắn phát hiện đó cũng không phải Phong Diệu Lăng, mà là một con sông lớn. Con sông này rất dài, trước sau không thấy điểm cuối, mà độ rộng khoảng 10 dặm, với thị lực của Lăng Hàn là có thể nhìn thấy điểm cuối. Nhưng vấn đề là, hắn không nhìn thấy đối diện là cái gì, chỉ nhìn thấy cảnh mông lung. Kỳ quái, Lăng Hàn nhìn về phía nước sông. Hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì theo nước sông lưu động còn có từng gương mặt người, hoặc là dữ tợn, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi, vẻ mặt gì cũng có. Đó cũng không phải thi thể, mà là từng gương mặt một. "Mẹ nó, đây là con sông gì?" Lăng Hàn không có mạo hiểm vượt qua, bản năng cho rằng con sông này có cổ quái. "Ai, nếu đa gia phật đưa hắn tiến vào nơi này, vì cái gì không làm người tốt làm đến cùng, nói cho hắn biết chút tư liệu." "Ách vị này là người tốt sao?" hắn giết chóc vô số, còn hành hạ vô số thánh nhân đến chết, từ điểm đó có thể nói hắn không phải người tốt. Nhưng hắn xua đi âm hà, huyết hải chi chủ, dùng sức một mình ngăn cản âm hồn xâm lấn, chỉ có thể dùng công lao ngập trời để hình dung. Chỉ từ điểm này cũng đủ xóa tội của hắn, ta chỉ là người nhận ân huệ, ta không có tư cách phê bình. Chuyện này nên lưu lại cho hậu thế đánh giá, lăng hàn xuôi sông mà đi, muốn hiểu rõ hơn một chút. Hắn đi theo dòng sông 10 ngày, không thu hoạch được gì, Lăng Hàn lại trở lại nguyên điểm, sau đó hắn đi về Hạ Du. Lần này, hắn đi 7 ngày và phát hiện bia đá. Bia đá, phía trên có chữ viết, Lăng Hàn đi qua, nhìn xem. Đây là văn tự cổ lão đã sớm không lưu hành, cũng may Lăng Hàn vì nghiên cứu đan phương cổ nên cố ý đi học các loại cổ tự, cho nên hắn xem không phí sức. Bỉ ngạn, hắn đọc được, con sông này tên là Bỉ ngạn, cũng là cửa ải cuối cùng nếu âm hồn muốn hoàn dương. Sau khi đạt tới Bỉ ngạn, tái sinh máu thịt, sống thêm đời thứ hai. Nhưng trong sông có vô số oán linh, chúng không cho phép người tùy tiện vượt qua, chúng sẽ kéo ngươi vào trong sông và trở thành một phần tử trong oán linh. Chỉ ít, thánh nhân rơi vào sông này, bảo đảm không thể may mắn thoát khỏi. Nên làm thế nào, lấy vinh sinh diệp làm thuyền, có thể tránh được oán linh quấn quân, lấy tín niệm làm động lực thúc thuyền qua sông. Lăng Hàn dựa theo bia đá chỉ dẫn, hắn nhanh chóng tìm được đại thụ che trời, nhưng lá cây đầy trời lại mọc ra từng cái đầu dữ tợn, Hiện tại chúng đang nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như nếu Lăng Hàn nhảy lên hái lá cây, những cái đầu này sẽ nuốt lấy hắn. Đúng là như thế, trên tấm bia đá có nhắc nhở rõ ràng, tuyệt đối không thể lên cây hái lá, chỉ có thể chờ đợi lá cây rơi xuống. Cây này lá rất lớn, nó dài khoảng 3 thước mà độ rộng khoảng 2 thước, hình dáng rất đầy đặn, nhưng muốn xem đây là thuyền thì không đáng tin cậy. Đột nhiên có tiếng ca mỹ diệu vang lên, nó làm cho Lăng Hàn vui vẻ, đôi mắt mê mẩn từ đó tạo thành hấp dẫn rất mạnh, muốn lang hàn đi theo tiếng hát. Đầu nguồn của tiếng hát tuyệt vời chính là đại thụ, ý chí cường đại của lang hàn phát huy tác dụng, hắn cố gắng ngừng bước và ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái đầu dữ tợn lại phát ra âm thanh mỹ diệu. Đúng là hung hiểm, lang hàn nghe răng, hắn không thể rời đi, chờ lá cây rơi xuống lại trở về, bởi vì một khi lá cây rơi xuống mặt đất sẽ biến mất. Cho nên, hắn cần nắm giữ đại nghị lực, sống thêm đời thứ hai nào có đơn giản như vậy, bởi vì bản thân lang hàn có nhục thân, cho nên độ khó giảm xuống ngàn vạn lần, nếu linh hồn của hắn đi tới đoạn đường này đã sớm chết rồi. Những cái đầu này có thủ đoạn dụ hoặc rất lợi hại, hoặc là lấy tiếng ca hấp dẫn, hoặc là phát ra âm thanh nỉ non làm tim người ta đập thình thịch, cầu dẫn dục vọng nguyên thủy nhất. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, hắn dùng ý chí cường đại trấn áp bản thân, không nhìn tất cả dụ hoặc hay ảnh hưởng. Ông, vị diện trong cơ thể, ý chí sinh linh bộc phát và hóa thành ức ức vạn nguyện lực, mỗi một nguyện lực nhỏ bé không gì sánh bằng, nhưng hợp lại với nhau sẽ trợ giúp Lăng Hàn rất nhiều. Hai ngày sau, chỉ thấy có một tấm lá cây rơi xuống. Lăng Hàn đưa tay bắt lấy lá cây, hắn có thể rời đi nhưng hắn cũng không có đi. Chương 4844, linh hồn hoàn mỹ. Đột nhiên Lăng Hàn phát hiện, hắn ở nơi này hai ngày và ý chí của hắn đã tăng lên rất nhiều. Tinh thần rất khó tu hành, cho dù có công pháp đối ứng nhưng lực lượng thiên địa chỉ có thể hóa thành bí lực, không có cách gì tăng tinh thần lực, cho nên chuyện này chỉ có thể dựa vào chính mình ma luyện và tăng lên chậm chạp. Nhưng tại nơi này những đầu người kia phát ra dụ hoặc trong quá trình hắn đối kháng ý chí của hắn được rèn luyện hắn tiến bộ không gì sánh được. Nếu như nói ý chí của ta trước đó là bùn hiện tại bùn được sấy khô và nướng qua ý chí đã hóa thành gạch đã cường đại hơn rất nhiều. Lang Hàn rất mừng rõ loại tăng lên này chính là biến hóa về chất. Ta ở lại nơi này thêm mấy ngày ta xưa nay không tin một con đường có thể quyết định vận mệnh con người. Cho dù ta không phải người thứ nhất trong đế lộ, thậm chí là thứ một ngàn, một vạn ra khỏi nơi đây, nhưng chỉ cần ta có thu hoạch, ta sẽ không phụ chuyến đi này. Tự thân cường đại chính là con đường mạnh nhất, không có thứ gì quyết định vận mệnh của ta. Lăng Hàn tiếp tục ngồi xếp bằng, hắn không so đo chuyện đế lộ. Hà Anh vững vàng ý nghĩ này, hắn tin tưởng bản thân cường đại mới là vương đạo. Đầu người không ngừng phát ra âm thanh dụ hoặc, Lăng Hàn toàn lực ngăn cản, trong quá trình đọ sức, e hắn không ngừng ma luyện ý chí của mình, tinh thần lực càng cứng cỏi. Từ bùn đến gạch, từ gạch đến đá, từ đá đến sắt, từ sắt ma luyện ra phong mang có thể chảm thiên địa. Đến lúc này, những đầu người kia không phát ra âm thanh, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, từng cái nhắm mắt lại giống như mất đi hứng thú với hắn. A, à, tiếp tục đi, Lăng Hàn nhìn đại thụ, bắt đầu khiêu khích, uy uy uy, các ngươi đừng ngủ, tại sao các ngươi lại ngủ chứ? Lăng Hàn lại khiêu khích một hồi hắn không thể châm chọc hay đánh thức đám đầu lâu, hắn thở dài một hơi. Công lực của ta vẫn chưa đủ, nếu như có lão hắc ở đây thì tốt rồi. Đáng tiếc, đại hắc cầu không ở đây, lang hàn lắc đầu, hắn đưa tay cầm phiến lá và nhanh chân đi tới bờ sông. Hắn ném lá cây vào dòng sông, sau đó hắn nhảy lên lá cây. Theo lý mà nói, với tu vi của hắn có thể làm bản thân nhẹ như lông vũ, hoàn toàn không có trọng lượng, nhưng khi hắn nhảy lên lá cây, Bỗng nhiên lá cây trầm xuống một đoạn, nước sông tràn vào mắt cá chân của hắn. May mắn nước chỉ tới đó mà thôi, vấn đề là dòng sông cuồn cuộn, nó đang kéo Lang Hàn theo dòng sông nhưng không phải vượt qua ở bên kia. Lang Hàn nghĩ đến bia đá nhắn lại, hắn sử dụng tín niệm làm động lực. Hắn vận dụng ý chí câu thông lá cây, ý chí của hắn vốn cường đại, mấy ngày nay được rèn luyện, ý chí đạt đến cường độ kinh người, cho dù ở trong con sông quái quỷ vẫn phát huy tác dụng, nó thôi động lá cây trôi đi. Bốn phía Từng ngượng mặt người theo nước sông lao tới, chúng lại quyến luyến không đi, đều dùng ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, giống như đang nói vì cái gì ngươi không xuống sông, chịu dày vò mãi mãi giống như chúng ta. Bọn chúng muốn kéo Lăng Hàn xuống nước, nhưng Vĩnh Sinh Diệp tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, nhưng ánh sáng này có tác dụng trấn nhiếp mặt người, làm cho chúng không dám vượt qua giới hạn. Lăng Hàn kiên định tín niệm, không nhìn những khuôn mặt người kia, hắn không quan tâm tới chúng, nếu thuyền bị lật, bản thân mình sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó là qua sông hành trình của hắn chỉ là vượt qua sông lớn tương lai muốn thành đế chỉ một con sông có thể ngăn cản hắn hay sao nước sông mãnh liệt mặt quỷ gào thét nhưng lăng hàn không quan tâm mấy ngày nay rèn luyện ý chí hắn có cảm giác như đạt được tân sinh tới gần tới gần bị ngạn đang ở trước mắt lúc này trên thân lăng hàn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. lăng hàn có cảm giác trong cơ thể của mình đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất rõ ràng tu vi không tăng nhưng hắn lại thoát thai hoán cốt, dường như thiên địa đang thay đổi. Hắn thấy được thiên địa quy tắc, chúng đang cụ hóa trước mặt hắn, dường như hắn vươn tay chạm vào là có thể tùy ý vận chuyển một đạo thậm chí mấy đạo quy tắc, hoặc hóa thành lưỡi mâu vô kiên bất tồi. A, à, hắn cảm thấy gương mặt hơi ngứa, hắn vươn tay chạm một cái, có một lớp da cố chóc ra. Đồng thời hắn còn cảm thấy xương cốt ngứa ngáy, trong lỗ chân lông đang đẩy mảnh xương ra ngoài. Trời, hắn thực sự thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn chấn kinh, hắn tu hành mỗi cảnh giới tới mức hoàn mỹ, thậm chí một lần lại một lần phá vỡ cực hạt, lại thêm tu luyện thiên long đế quyết, cho dù hắn ở cảnh giới nào vẫn tu hành tới mức hoàn mỹ. Thế nhưng hắn còn có thể thoát thai hoán cốt, tiến hóa đến cấp độ hoàn mỹ hơn. Chuyện này, Lăng Hàn hiểu rồi, đó là phương diện tinh thần chất biến, tinh thần hoàn mỹ ảnh hưởng đến nhục thân, từ đó thân thể càng hoàn mỹ. Bỉ ngạn, hoàn dương, đời thứ hai, Lăng Hàn giật mình, sau khi âm hồn vượt qua sông này sẽ thu được thân thể huyết nhục, mở ra đời thứ hai, hắn vốn không chết tự nhiên không có biện pháp sống thêm đời thứ hai, cho nên hắn chỉ có hồn thể hoàn mỹ. Hắn tươi cười, cười, con đường này rất nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ cũng kinh người, nếu không, hắn làm sao thu được đại dược, đồng thời có được linh hồn hoàn mỹ. Bỉ ngạn, đã đến, lang hàn thả người nhảy một cái, hắn đặt chân lên bờ sông, lúc quay đầu lại thì những gương mặt không cam lòng như muốn lao ra khỏi nước sông kéo lang hàn trở lại nhưng bọn nó không thể thoát khỏi nước sông trói buộc thủy triều cuồn cuộn kéo chúng về hạ du lang hàn thu hồi ánh mắt phía trước là một bình nguyên nơi đó có rất nhiều người đang chạy đi đang bay nhưng không có người nào nhìn hắn nhiều a à, vì cái gì các ngươi không cảm thấy kỳ quái chờ chút tiếng nước sông đâu lang hàn kinh ngạc hắn quay đầu lại và ngạc nhiên làm gì có con sông nào phía sau hắn cũng là một phiến bình nguyên sông đâu khó trách không người để ý tới hắn mặc dù hắn đột nhiên xuất hiện nhưng nơi này có quá nhiều người mọi người đang chen lấn nhau tiến lên có ai quan tâm tới hắn chứ được rồi không người để ý tới hắn hắn cũng không quan tâm lang hàn đi theo mọi người hắn nhìn tu vi và tư chất của mọi người hắn có thể khẳng định hiện tại người tiến vào còn không bằng đạo tử hiển nhiên đế tử đạo tử đi vào trước mới đến phiên đám người này lang hàn đã cải biến hình dáng tướng mạo trên thực tế linh hồn của hắn đạt được tiến hóa hoàn mỹ cho dù không thay đổi cũng không ai nhận ra hắn. Rất nhanh, phía trước xuất hiện một hạp cốc, trong hạp cốc có lưỡi búa quét ngang che kín toàn bộ hẻm núi. Chương 4845, hạp cốc đao phủ. Trong hạp cốc có vô vàn đao búa đang vung vẩy qua lại. Nếu như tùy tiện xông vào nhất định sẽ bị chém thành ngàn mảnh. Lang Hàn dừng bước quan sát, đao búa này vô cùng lớn, giống như từng tòa núi nhỏ. Tuy chúng cùng vung vẩy nhưng giống như không có quy luật gì đáng nói lăng hàn vừa đến đã phát hiện ra quy luật này có chút không đúng ồ oh, biến đổi thành một loại quy luật khác chỉ trong chốc lát hắn liền hiểu rõ những cái vùng đao này ẩn chứa quy luật nhưng cách một phút sẽ xảy ra biến hóa hắn lại tiếp tục tiến lên đi đến phía dưới hạp gốc thời điểm đến đây hắn phát hiện ra hạp gốc này lớn kinh người đứng ở dưới nhìn lên trên cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé có rất nhiều người đứng ở lối vào hạp gốc vừa suy tính quy luật biến hóa của đao phủ vừa lộ ra vẻ mặt sợ hãi bởi vì có người vừa mới tiến vào hạp gốc đã bị đao phủ chém thành thịt vụn vì sao không chọn hướng đi khác đúng là có người đã thử nhưng chỉ được một nửa thì bị đánh rơi xuống mọi hướng đều bị bịt kín chỉ có thể đi vào phía trong hạp gốc có rất nhiều người tổng kết ra quy luật tự tin tiến tiến vào hạp gốc nhưng cũng chỉ có thể đi đến một nửa liền bị cự phủ chém một cái thần hồn bị diệt ngay cả cơ hội tiến vào vào âm phủ cũng không có tại sao lại như vậy không phải bọn họ đã tìm ra được quy luật rồi sao chỉ có Lang Hàn là phản ứng kịp, bởi vì cứ sau mỗi phút quy luật vùng đao sẽ lại biến hóa. Cho nên, mặc dù ngươi đã tìm ra quy luật cũng không có cách nào thông qua. Bởi vì muốn thông qua hạp cốc cần 40 giây nhưng chỉ một phút sau quy luật vùng đao đã biến đổi. Muốn thông qua hạp cốc, chẳng những phải tìm được quy luật, còn phải tính toán thời gian thông qua hạp cốc của mình có đủ hay không. Lang Hàn hiểu được trong quy luật có bẫy dập, muốn thông qua hạp cốc cần thời gian hơn một phút, như vậy, nếu tiến vào phía trong chỉ có con đường chết. Đương nhiên, có không ít người thông minh, rất nhanh bọn họ đã nhìn ra được quy luật và bắt đầu thông qua hiểm địa. Lăng Hàn sẽ không để ý đến người khác, hắn chăm chú quan sát một lúc, sau đó bắt đầu thông qua. Tuy đã nắm rõ được quy luật nhưng muốn thông qua không có chút hao tổn nào thì không phải là điều đơn giản. Xoát, đao búa xẹt qua, kinh khí lăng lệ ác liệt bắn ra ngoài. Lực phá hoại vô cùng đáng sợ, ngay cả tôn giả cũng có thể giết chết một cách nhẹ nhàng lăng hàn không phải là người duy nhất bắt lấy quy luật này mà còn có rất nhiều người cùng hắn tiến hành thông qua hạp gốc vì tốc độ khác nhau nên đa phần đều rơi lại phía sau lăng hàn nhưng cũng có mấy người có cùng tốc độ với hắn thậm chí còn có người đi trước hắn đó là một gã cao thủ cấp giáo chủ đoán chừng đã mấy ngàn tuổi nhưng vì thọ nguyên tiểu thừa cảnh dài đến bốn vạn năm cho nên nhìn hắn cũng chỉ hơn hai mươi tuổi khí tức sinh mạng vẫn bừng bừng oanh đao búa cắt tới khiến cho mặt đất rung động cút ngay Phía sau có người chạy đến đã ớt trước, Lăng Hàn cao mày, nếu nhường người thì ta đi đâu. Ở chỗ này, kỳ thật tốc độ bản thân cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Bởi vì đao bố chém tới mang theo quy luật, người không thể nhanh cũng không thể chậm, muốn làm ra cải biến là cực kỳ khó khăn. Nếu hắn chỉ vì lời nói của người khác mà nhường lại vị trí của mình thì khác nào đi chịu chết. Chẳng lẽ hắn bị bệnh sao? Lăng Hàn không để ý đến nữa. Người này chỉ hơi chậm một chút, nếu nhanh chóng đuổi tới phía trước thì cũng sẽ không chết nhưng người nọ lại không quan tâm đến điều này. Hắn vung tiên kiếm chém thẳng về phía lăng hàn, hắn có cảnh giới hóa linh nhưng ở chỗ này lại không dám dùng linh thân. Nếu dùng thì chính là muốn chết, trong nội tâm lăng hàn dâng lên một đạo sát khí, kẻ kia đã mặc kệ sự sống chết của người khác thì tại sao hắn phải để ý. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, bành, bên trong kinh lực bắt đầu khởi động, mang người nọ cản lại. Hắn chỉ vận dụng một tia lực lượng, cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với người kia. Nhưng tại địa phương này, đây chính là hung hiểm vạn phần. Xoát, đao bố chém tới, không cần tốn sức đã mang người kia trẻ làm hai. Máu bắn ra từ phía, người nọ bị chém thành hai mảnh, nội tạng đều rơi trên mặt đất. Ngay cả thức hải cũng bị chém vỡ, thần hồn câu diệt. Đồ sinh, phía trước, tên cường giả cấp giáo chủ kia gào thét. Trong ánh mắt hắn như muốn phun ra lửa, thế nhưng hắn lại không dám dừng lại chút nào, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ở nơi này mà nói chuyện tình cảm thì chính là tìm chết. Lông mày lăng hàn nhíu lại, khó trách người kia hung hăng càn quấy, thì ra là có cường giả cấp giáo chủ làm chỗ dựa. Thần sắc hắn không thay đổi, tiếp tục tiến về phía trước. Xoát, 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 đao búa vung vẩy cực kỳ có quy luật, rất nhanh, tên cường giả cấp giáo chủ đã lao ra khỏi hạp gốc. Hắn lập tức xoay người lại, nhìn chằm chằm vào lăng hàn, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Hắn đứng tại nơi này, nếu như Lăng Hàn đi lên sẽ bị hắn đánh không kịp trở lại, làm cho đối phương cũng bị đao bố chém giết, nếm mùi tuyệt vọng. Lăng Hàn càng ngày càng đến gần, xíu yêu yêu, hắn lao ra khỏi hạp gốc, vị cường giả cấp giáo chủ kia cười lạnh một tiếng, đánh ra một trường. Ngay lập tức, đạo tắc hóa thành một tấm lưới, chặn lại lối ra ở hạp gốc. Người sẽ chết ở bên trong, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, pháp trượng thánh khí trong tay đánh ra một một kích. Bành, tấm lưới do đạo tắc tạo thành lập tức bị đánh tan. Lăng Hàn thoát ra, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Niệm lực của hắn không tăng lên nhưng đã thoát thai hoán cốt. Bởi vậy, khi thúc dục thánh khí đánh ra công kích sẽ mạnh hơn một phần. Tuy nhiên, cảnh giới của hắn vẫn là chuẩn giáo chủ, Mà uy năng tập trung tại một điểm đã đủ để phá tan lấm lưới do đạo tắc thạo thành. Cái gì, tên cường giả cấp giáo chủ sướng sờ, hắn không nghĩ tới Lăng Hàn lại mạnh như vậy. Xem ra, một quyền kia của Lăng Hàn chỉ để ngăn cản đệ đệ hắn. Chiến lực của Lăng Hàn cũng chỉ tương đương với đệ đệ của hắn, nhưng bây giờ thúc giục pháp khí lại có thể phá tan đạo tác đã khiến cho hắn giật mình, thậm chí không có cách nào tiếp nhận. Xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lập tức ném nghi vấn sang một bên, chờ tay ấn một cái, đánh về phía Lăng Hàn. Mối thù giết đệ, nhất định phải báo. Lăng Hàn hừ một tiếng, triển khai phượng dực thiên tường hắn lập tức ra tốc, nhanh đến mức làm cho gã cường giả kia chố mắt nhìn. a à, gã cường giả kia kêu thảm thiết, thân thể lui lại vài bước, người bị hỏa diễm đốt cực kỳ khó chịu. Làm cho hắn càng thêm khiếp sợ chính là cảnh giới hóa linh lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sắc mặt tên cường giả cấp giáo chủ kia vô cùng đáng sợ. Mặc kệ người kia là ai, trong này là bí cảnh, hắn muốn giết người, ai có thể kháng cự lại. Hắn triển khai thân pháp, đuổi theo phương hướng của Lăng Hàn. Trận chiến này quả thật có điểm oan uổng, vốn dĩ Lăng Hàn đang thông qua hạp cốc một cách êm đẹp thì lại có người ra tay với hắn đương nhiên hắn vì tự bảo vệ nên bắt buộc phải phản kích. Hắn lắc đầu, nếu đã chọc phải thì hắn cũng không sợ phiền phức. Ông, sát khí xung kích phóng ra, hắn triển khai phản kích, chương 4846 kém hơn một chút. Hóa linh chân quân có thể địch nổi giáo chủ sao? Chỉ cần hỏi bất kỳ người nào cũng sẽ nhận được cái lắc đầu và khiển trách vì nói chuyện hoang đường viển vông. Lang Hàn đã đạt bát biến, chiến lực hắn tăng lên một mảng lớn, tinh thần lại càng thoát thai hoán cốt có thể nói cả người đã được biến đổi đến cực hạn nhưng là so sánh chiến lược với cường giả cấp giáo chủ hắn vẫn thua kém một đoạn tuy nhiên tranh lệch không xa lang hàn phát động sát khí trùng kích làm cho đối thủ bị ảnh hưởng mà khi hắn triển khai đế thuật thì chiến lược sẽ được nâng lên một bậc tuy rơi vào thế hạ phong nhưng trong 10 chiêu đối phương đánh ra hắn vẫn có thể đánh trả một hai chiêu điều này làm cho những người chứng kiến cuộc chiến đều khiếp sợ đây là tình huống gì hắn thật sự chỉ có cảnh giới hóa linh sao, ta biết tên giáo chủ kia, hắn chính là thiên tài của văn nhân gia văn nhân Lương Bình. Đúng đúng đúng, hắn chính là văn nhân Lương Bình, tuy hơn 4.000 tuổi nhưng cũng đã bước vào tiểu thừa cảnh. Quả thực lại yêu nghiệt đến đáng sợ, ai là đối thủ của hắn, hóa linh chân quân, hóa linh chân quân lại có thể đánh một trận với giáo chủ, lại chỉ rơi vào hạ phong. Tuy văn nhân Lương Bình mới chỉ đột phá cấp cấp giáo chủ không lâu, nhưng dù thế nào thì đó cũng là chiến lược cấp giáo chủ mọi người đều không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là chuyện hoàng đường, cho dù tận mắt thấy cũng rất khó tin tưởng. Lăng Hàn lại cảm thấy rất bình thường, nhưng hắn là thập biến đột phá cảnh giới hóa linh, trên lý luận thì hắn đã tới cửu biến có thể địch lại tiểu thừa cảnh. Mà hiện tại, linh hồn hắn được tẩy lễ, tự nhiên chiến lực sẽ tăng lên một bậc. Bát biến, miễn cưỡng có thể đánh một trận với cấp giáo chủ yếu nhất. Văn nhân lương bình sắp phát điên, hắn và đệ đệ không biết gặp phải vận khí gì, không ngờ lại đụng phải đối thủ như vậy tuy nói như thế ý nghĩ giết chết người kia lại càng mãnh liệt tuyệt đối không thể buông tha lăng hàn bởi vì chỉ cần thực lực lăng hàn tăng lên một bước hắn còn là đối thủ của lăng hàn hay sao cho nên nếu đã kết thành kẻ thù với thiên tài như vậy thì nhất định phải giết chết không thể lưu lại hậu hoạn nếu không chính là tự đào hố trôn mình hắn lập tức triển khai toàn lực áp chế lăng hàn dù sao cũng là cấp giáo chủ một khi bộc phát thì thực lực không phải chuyện đùa thật sự quá kinh khủng nhưng mà lăng hàn lại triển khai phượng dực thiên tường tốc độ hoàn toàn không thua kém văn nhân lương bình thậm chí còn có phần nhỉnh hơn bởi vậy tuy văn nhân lương bình chiếm hết ưu thế hắn lại không có cách nào đuổi giết lăng hàn thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên trời ạ à, hắn thật sự chỉ là một gã hóa linh cảnh sao yêu quái biến thái không thể lưu lại ngươi văn nhân lương bình lạnh lùng nói hắn cắn răng lấy ra một con thiềm thừ màu xanh mạnh mẽ nuốt vào a à, ngay lập tức, gương mặt hắn biến thành dữ tợn, mạch máu trên mặt đột nhiên căng phồng giống như muốn mang huyết dịch phun hết ra bên ngoài. Con mẹ ngươi, chúng ta sao? Lăng Hàn nhổ ra một câu nhưng hắn rất rõ ràng, thằng này không phải chúng ta mà là dùng một thủ đoạn cấm kỵ để cưỡng ép tăng chiến lược lên. Vì vậy, trong thời gian ngắn, thân thể không cách nào thừa nhận cho nên hắn mới có biểu lộ dữ tợn như vậy. Không chơi, rút lui. Tuy gần đây, Lăng Hàn tràn ngập lòng tin đối với chính mình nhưng hắn tuyệt đối không mù quáng. Đối thủ này vốn cường đại hơn hắn, hơn nữa không chỉ mạnh hơn một ít. Hiện tại hắn lại dùng thủ đoạn cấm kỵ tăng chiến lực, lăng hàn mà muốn liều mạng với hắn thì chính là tự gây khó dễ cho chính mình. Xíu yêu yêu, hắn triển khai phượng dực thiên tường chạy về phương xa, tốc độ của hắn vô cùng kinh người. Văn nhân lương bình căn bản không có cách nào ngăn cản. Không được chạy, văn nhân lương bình quát lên. Hắn ăn thiềm thứ chính là phải trả một cái giá đắt để nâng cao thực lực toàn diện trong thời gian ngắn đánh đổi trả bằng thọ nguyên của hắn. Nếu có thể giết chết Lăng Hàn thì cũng sẽ giải quyết được một hậu hoạn, thay đệ đệ báo thù. Thế nhưng mà Lăng Hàn lại chạy trốn, làm hắn vô cùng phiền muộn. Xa xa, Lăng Hàn dừng lại, quay đầu nói, ngươi thực sự quá ác, ngay cả thiềm thử cũng ăn. Nếu ta dừng lại giao thủ với ngươi thì chính là tự tìm đường chết. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi, Phan nhân lương bình giận dữ, không ngờ Lăng Hàn lại dám trêu chọc hắn. Hắn phát huy hết huy lực để truy kích Lăng Hàn nhưng tốc độ của hắn không nhanh hơn Lăng Hàn, ngược lại còn kém một phần, thì làm sao có thể đuổi kịp Lăng Hàn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn càng ngày chạy càng xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt. Lăng Hàn quay đầu lại, bổ một đao nói: "Đợi đấy, lần sau gặp mặt, ta sẽ chém đầu ngươi làm bóng đá." Phan Nhân Lương bình dừng bước, hắn biết rõ mình không có khả năng đuổi kịp Lăng Hàn. Đáng giận, xiết đệ đệ của hắn, lại còn lãng phí một kiện bảo vật. "Ta nhất định sẽ tìm được ngươi." tự tay giết chết ngươi. Hắn nói, văn nhân lương bình tuyệt đối sẽ không để Lăng Hàn đột phá đến tiểu thừa cảnh. Hắn cho rằng Lăng Hàn rất bình thường, chỉ mới đạt cửu biến còn chưa chạm đến cực hạn của hóa linh cảnh, nhưng người ta đánh với hắn chỉ rơi vào thế hạ phong. Thực sự là quái vật, Lăng Hàn vận chuyển phượng dực thiên tường lướt đi, thân pháp này quả thực rất nhanh, nhưng quá mức nổi bật, hơn nữa vô cùng tiêu hao khí lực, nếu không có việc nguy hiểm đến tính mạng thì hắn cũng không muốn dùng. Hắn dừng lại, tổng kết lại kinh nghiệm trong trận chiến vừa rồi có thể nói đây là lần đầu tiên hắn giao thủ với cường giả giáo chủ chính thức lại không cần đến pháp khí chỉ dùng thực lực bản thân đã có thể đánh một trận chỉ kém một chút lang hàn lẩm bẩm nói ra đợi sau này hắn đạt đến cử biến hắn tuyệt đối có thể đánh ngang tay với tiểu thừa cảnh thậm chí có thể thắng đương nhiên đối thủ phải là kẻ yếu nhất trong tiểu thừa cảnh nếu không đổi lại là đế tử thì hắn cũng không có cách nào chiến thắng dù sao hắn chỉ là hóa linh cảnh có thể đối kháng với cấp giáo chủ đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn tiếp tục đi tới, muốn nhìn xem đế lộ này có gì thần kỳ. Sau vài ngày, phía trước đã xuất hiện một đám người dày đặc. Hiển nhiên, phía trước xuất hiện cửa ải khó, làm cho tất cả mọi người phải dừng lại ở địa phương này. Lang Hàn cũng tiến đến nhìn xem, nhưng từ lời nói của những người đến trước, hắn cũng không nhìn ra được gì. Đi về phía trước một hồi, hắn tiến vào quảng trường to lớn. Gạch dưới đất không phải ghép lại với nhau, mà là một chỉnh thể hoàn chỉnh, giống như được gọt thành từ một tảng đá lớn. Toàn bộ quảng trường trắng muốt, phát ra ánh sáng nhu hòa, nhưng phía trên quảng trường lại không có một bóng người, bởi vì có hai đại cường giả đang giao thủ. Trường lực phát ra mang theo kình phong gào thét, pháp tắc mãnh liệt, quá mức đáng sợ. Nhìn kỹ, hóa ra hai cường giả này, một là tượng đất, một cái khác thì là hỏa nhân. Đánh nhau từ đông sang tây rồi lại từ nam đánh tới bắc, cả quảng trường đều là địa bàn của bọn họ. Có người muốn nhập cư trái phép kết quả mới đi đến một phần ba đã bị dư âm chiến đấu quét qua, lập tức bị giết chết. Mà người nhập cư trái phép này rõ ràng là cao thủ hóa linh cảnh. Một hóa linh cảnh lại bị dư âm của một đạo kình phong đánh chết. Cho nên, lông mày của tất cả những người theo dõi trận chiến trên quảng trường càng nhíu lại. Trường 4847, kẻ tìm đường chết. Hai đại năng đánh nhau từ đông sang tây, từ trái sang phải, dư lực cuồn cuộn, chỉ cần người nào tiến lên liền nhận lấy cái chết. Như vậy thì làm sao đi qua được? trên thực tế có thể thấy được rằng ở đây không có một người thế hệ hoàng kim thậm chí thế hệ bạch ngân hoặc đế tử bình thường đều không thấy điều này nói lên cái gì chính là tất cả các thiên tài đều đã có biện pháp vượt qua cho nên nhất định có thế vượt qua chỉ có điều tất cả mọi người ở đây không tìm được điểm mấu chốt lúc này tất cả mọi người đều không thể không cảm thán bởi vì người của tất cả đại đế tộc đều có thể đi cho nên bọn hắn có những ghi chép nguyên vẹn về để lộ dựa vào đó để đi, không phải sẽ bất việc dùng sức sao. Người ta vốn có thiên phú cao, thực lực cường đại, nội tình dày dặn, hiện tại lại nắm giữ nhiều như vậy tư liệu, khởi điểm của họ cơ hội chính là giới hạn của mọi người. Thì người khác làm sao có thể so sánh cùng, tất cả mọi người đều vắt óc nghĩ tìm ra điểm mấu chốt trong đó. Nhưng mà người đến ngày càng nhiều nhưng lại không có một người nào có thể vượt qua cửa ải này. Cái này giống như là một đường ranh giới những thiên tài chân chính cơ hồ không cần tốn quá nhiều sức đã có thể vượt qua còn những người tầm cho dù mất công sức bao nhiêu vẫn không thể vượt qua ta có một biện pháp đột nhiên có một gã trẻ tuổi tiến ra hắn mặc trang phục màu xanh nhạt khí khái hào hùng bừng bừng biện pháp gì rất nhiều người hưng phấn hỏi lại hắn thật khó mới có người nghĩ ra biện pháp thông qua không những thế còn nguyện ý chia sẻ cho mọi người đây thật sự là người tốt đến tất cả mọi người cùng tới Người thanh niên mặc trang phục màu xanh kêu gọi tất cả mọi người tập trung lại cùng một chỗ. Kỳ thật Lang Hàn đã nhìn ra vài phần mánh khóe, nhưng hắn cũng muốn nghe xem người này đưa ra cao kiến gì, nếu như là biện pháp tốt liền cùng đi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đã vây quanh người thanh niên mặc trang phục màu xanh lá này, tạo thành ba tầng trong ba tầng ngoài, một giọt nước cũng không lọt. Bọn họ đều không dám thở mạnh, sợ âm thanh lớn qua khiến cho mình không nghe được điểm mấu chốt, đồng thời sợ bản thân không cẩn thận nói sai lời làm cho đối phương mất hứng không chịu nói ra biện pháp. Nam nhân mặc trang phục màu xanh lá xoa bóp tay, nói. Mọi người ngồi xuống trước đã, hai chân khoanh lại, mọi người đều nghe theo nhưng trong nội tâm đều có nghi hoặc. Chỉ là nghe người nói biện pháp mà thôi, có cần làm như vậy không? Tốt, hiện tại mọi người bình tâm tĩnh khí, người trẻ tuổi lại tiếp tục nói. Có phải mọi người đều cảm thấy nội tâm không linh? Ân, hiện tại, tất cả mọi người hãy cùng dụng tâm quan sát phía trước một giây ba giây mười giây có người không giữ được bình tĩnh giận dữ nói cái này là biện pháp mà ngươi nói đúng vậy nam nhân mặc trang phục xanh lá gật gật đầu mặt mũi tràn đầy đắc y nói bởi vì cái gọi là một người thì nghĩ ngắn nhiều người thì nghĩ rộng hiện tại tất cả mọi người ngồi cùng một chỗ nếu phát hiện gì thì đều có thể cộng hưởng nhất định có thể phá giải cửa ải khó trước mặt này thế nào biện pháp này có được hay không nghe hắn nói xong những người kia vốn đã kiềm chế tính tình của mình đều không nhịn được mắng một câu khốn kiếp ngươi là đang trêu đùa chúng ta tại sao lại có thể có một tiện nhân như vậy trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều đứng dậy vuốt vuốt tay áo mắt lóe lên hung quang lang hàn không khỏi bật cười thằng này thế nào lại tìm đường chết như vậy đánh hắn không biết ai kêu lên một tiếng sau đó tất cả mọi người liên tục xông lên bắt đầu quyền đấm cước đá người quá nhiều trong khi địa phương này lại nhỏ một trận đánh này sẽ khó tránh khỏi có ngộ thương. Lập tức, trang diện trở lên vô cùng lộn xộn, không ai còn nhằm vào nam nhân mặc trang phục xanh lá nữa, mà là ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hỗn chiến bùng phát. Hô, nguy hiểm thật, may mắn thoát được nhanh, bằng không thì thật thảm. Không biết từ lúc nào, nam nhân mặc trang phục màu xanh lá đã xuất hiện bên người Lăng Hàn, đưa tay vỗ lên ngực nói. Lăng Hàn kinh ngạc, người lại trơn trượt như trạch, bị nhiều người vây quanh như vậy lại có thể thoát ra ngoài. Huynh đài, ta nhìn ngươi mặt có hắc quang, sợ là sắp có đại hung đến với ngươi. Nam nhân trang phục màu xanh lá nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn một hồi rồi nói. Quả thật, hắn đây là đang tìm đường chết. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, cao nhân, xưng hô như thế nào. Nam tử kia lập tức lộ ra vẻ đắc ý, hướng về Lăng Hàn, xoa xoa ngón tay cái nói. Nhiều người như vậy mà chỉ mình ngươi có nhãn lực tốt nhất, biết rõ ta là cao nhân. Khục, khục, tại hạ họ tỉnh tên hạo nhiên, trêu đùa người khác thực sự tốt sao. Lăng Hàn ung dung nói, huynh đài, lời này của ngươi là không đúng, ta làm sao lại là loại người như vậy, tỉnh hạo nhiên vẻ mặt ủy khuất, ta chân thực nhiệt tình, dùng việc giúp người làm niềm vui, giúp người khác khoái hoạt, ta liền khoái hoạt. Ba lạp ba lạp, hắn giống như một chiếc máy hát hoàn toàn không có ý dừng lại. Lăng Hàn cười cười, cao giọng nói, tên kia đang ở nơi này, hắn dùng đến lục tử minh vương chú để nói ra lời vừa rồi. Lập tức chiến loạn đều dừng lại, tất cả quay đầu nhìn về hướng tỉnh Hạo Nhiên. Tỉnh Hạo Nhiên không khỏi nhe răng, hướng Lăng Hàn cười khổ nói. Huynh đài, chúng ta ngày xưa không oán, gần đây lại không thù, tại sao ngươi lại hại ta? Gặp chuyện bất bình, rút sao tương trợ, huống hồ ta giúp người cũng là vì niềm vui. Lăng Hàn cũng bắt đầu thao thao bất việt nói. Tỉnh Hạo Nhiên trợn mắt há hốc mồm, hắn không ngờ lại gặp được kẻ không thua kém hắn chút nào. Đánh, tất cả mọi người giống to, tiến lên bao vây đánh tỉnh Hạo Nhiên lần này tỉnh hạo nhiên không có đứng im tại chỗ nữa mà là bỏ chạy hắn chạy tất cả mọi người cùng truy đuổi chạy từ phía đông sang phía tây sau đó giết qua giết lại vô cùng náo nhiệt lang hàn nhìn thấy rõ trên mặt tỉnh hạo nhiên không có chút sợ hãi mà là thay vào đó là dáng vẻ tươi cười hiển nhiên hắn cực kỳ thích thú đây đúng là tiện nhân sau khi chứng kiến hắn liền khẳng định nói ra không lãng phí thời gian lang hàn tiếp tục chú ý lực tới phía trên nghiễm tràng hai đại năng kia vẫn tiếp tục chiến đấu giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại đây là một trận pháp sao lang hàn bắt đầu tìm hiểu và kiểm tra là một tông sư trận đạo nên ở phương diện này hắn vô cùng mẫn cảm một lúc sau hắn gật gật đầu đây đúng là một trận pháp nhưng người đời sau không có khả năng bày được trận này bởi vì đây là trận đạo tự nhiên nhưng đây cũng không phải là trọng điểm trận pháp này không cần phải phá giải bởi vì trọng điểm chính là tượng đất và hỏa nhân bộ pháp hiện tại trong mắt Lăng Hàn, người xung quanh đều biến mất, ngay cả cái tượng đất và hỏa nhân kia cũng biến mất, chỉ còn lại những dư âm công kích trên chiến trường. Có lối đi an toàn, lập tức, nội tâm Lăng Hàn liền sáng tỏ, nhưng lối đi này lại biến hóa vô cùng, cần phải dùng phương pháp đặc thù để đi qua, mà phương pháp đặc thù này không thể nghi ngờ chính là tượng đất cùng hỏa nhân bộ pháp. Tuyệt đối không phải đơn giản bắt trước mà là một âm một dương, nhất chính nhất phản, phối hợp với nhau cùng hành động. Một lúc sau, Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hướng về phía nghiễm chàng đi tới. Ô, oh, lại có người bước vào phía trong, ai, chịu chết, luôn có người nghĩ mình phúc lớn mạng lớn, kết quả mất mạng mới biết hối hận. Tất cả đều cho rằng Lăng Hàn chỉ là đi chịu chết mà thôi. Khi nhìn thấy Lăng Hàn giống như nhàn nhã dạo chơi, nhẹ nhàng vượt qua một nửa đường. Lập tức, những người này liền trợn mắt há mồm, toàn mặt nóng ran. chương 4848 chờ đợi, Lăng Hàn nắm được phương pháp đặc thù. Vù vù vù, rõ ràng kình phong trong chiến đấu của hỏa nhân và tượng đất chỉ xẹt theo hai bên, không mảy may đụng vào hắn. phảng phất như có một cỗ lực lượng đặc thù mang kình phong hóa giải. Đây là trận pháp chi lực, đáng chết, văn nhân lương bình đuổi tới. Hắn nhìn lăng hàn, dẫm mạnh chân xuống đất, bởi vì ăn thiềm thừa nên hắn vô cùng suy yếu vì vậy chỉ có thể chạy trốn cho đến khi khôi phục trạng thái đỉnh phong hắn mới lập tức chạy đến đây. Xem ra hắn vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng hàn đi xa. Hắn cũng không ngốc, tại đây nhiều như vậy nhưng lại không có ai dám bước vào nhiễm tràng một bước hiển nhiên đây là một lôi trì ẩn chứa sự nguy hiểm bên trong nếu như hắn đến sớm hơn một chút khẳng định lăng hàn không có thời gian để suy nghĩ cách vượt qua cửa ải này tương đương lăng hàn sẽ bị vây lại ở chỗ này rất có thể sẽ bị hắn đánh chết đáng tiếc chỉ đến muộn một chút hắn vội vàng chấn định tâm thần bắt đầu quan sát nghiên cứu tìm cách để thông qua bên kia không biết tỉnh hạo nhiên đã thoát khỏi đám người kia từ lúc nào hết lần này tới lần khác, những người này đều không hay biết, vẫn một mực quần ẩu, hơn nữa còn không biết mình đang đánh nhầm người, làm cho kẻ chết thay gào khóc một cách thảm thiết. Có ý tứ, nhanh như vậy đã thông qua, hắn lầm bẩm nói, ta cũng không thể chơi đùa mãi được, phải nắm chặt thời gian. Phía trước, lang Hàn rất nhanh đã thông qua nghiễm tràng, vùng đất hẹp lần nữa trở nên bằng phẳng. Hắn dừng lại, xoay người nhìn về phía văn nhân Lương Bình. Mới vừa rồi, Phan Nhân Lương Bình cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt vô cùng sắc bén. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, đầu đầu tiến về phía trước. Đợi hắn đạt được cửa biển sẽ quay lại giết chết Phan Nhân Lương Bình. Trên bình nguyên rộng lớn không có một bóng người, Lăng Hàn thỏa thích triển khai Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng. Tuy nhiên hắn cũng không biết là thông qua đế lộ sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của hắn, nhưng là đã tới nơi này, hắn đương nhiên muốn tranh giành một phen. Không chừng tại đây có cơ duyên Vậy khẳng định là nếu nhanh tay sẽ có còn nếu chậm thì sẽ không có. Tốc độ của hắn cực nhanh, sau lưng sinh ra hai cánh màu hỏa hồng, vượt qua mấy trăm dặm đường hành trình. Không có biện pháp, nơi này có một cỗ quy tắc kỳ quái khiến tốc độ của hắn giảm đi. Tuy nhiên hắn chậm, thì khẳng định người khác cũng sẽ không nhanh. Đây chính là sự công bằng. Ồ, Lăng Hàn dừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một người bịt mặt. Tất cả những người bịt mặt đều không muốn người khác biết được thân phận của mình cho nên mới mang mặt che lại nhưng mà dáng người bịt mặt này vô cùng nóng bỏng, chỗ nào cần tròn thì tròn, chỗ nào cần vỉnh thì vỉnh, vô cùng đầy đặn, chỉ cần liếc mắt nhìn, Lăng Hàn liền nhận ra. Đây chẳng phải là là Phong bà Nương sao? Phong Diệu Lăng cũng quét mắt nhìn hắn, lộ ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên, người ở ta đằng sau, nàng một mực điên cuồng đuổi theo hắn, nhưng đuổi mãi mà không thấy được bóng dáng của hắn, nàng liền sinh nghi. Lăng Hàn sao có thể nhanh như vậy? Nàng so với Lăng Hàn chậm hơn nhưng vận khí lại tốt đến cực điểm, Vừa vặn khi vĩnh sinh chi diệp đến thời điểm dụng lá, thì có một lá cây rơi xuống. Có thể nói là vô cùng đúng thời điểm, không có chút chậm trễ nào. Nhưng cũng chỉ có như thế, nàng cũng không phát hiện ra bóng dáng lăng hàn ở tại nghiến trường. Phải biết rằng, nàng cũng phải dùng 2 giờ để hóa giải được bộ pháp đó. Lăng hàn so với nàng chính là thuộc loại châu bò thì cũng không có khả năng vượt qua nàng nhiều như vậy. Bởi vậy, cuối cùng nàng cũng phát hiện ra hắn hẳn là đang ở phía sau nàng. Cho nên, nàng ở chỗ này đợi hắn mặc dù thật lâu hắn mới xuất hiện nhưng hiển nhiên nàng đã đoán chúng bà điên ngươi lột sạch quần áo của ta ta cũng không tìm người đòi bồi thường không ngờ ngươi còn trở thành âm hồn bất tán theo sát ta lang hàn kêu lên phong diệu lăng tức đến mức thiếu chút nữa phun máu ngươi cũng quá vô sỉ a à. chết nàng không muốn nói nhảm với hắn lập tức giết đến lang hàn nhe răng vội vàng trốn tránh nữ nhân này không phải loại gà đất chó cảnh như văn nhân lương bình nàng không những có cấp bậc giáo chủ mà còn là thế hệ hoàng kim. Quá mạnh mẽ, oanh, phía sau nàng dâng lên một con sông lớn, nước sông vô cùng mãnh liệt, thỉnh thoảng có một đạo sóng đánh tới, uy năng kinh thiên. Lăng Hàn hoàn toàn không dám chống đỡ, hắn cấp tốc triển khai phượng dực thiên tường chạy trốn, hỏa diếm cuồn cuộn, ngược lại cũng có thể xem như đánh trả. Phong diệu lăng đã thủ sẵn tại chỗ này, đương nhiên đã có chuẩn bị trước. Bốn phía đều bị nàng bố trí cấm chế, mang lăng hàn vây lại, hạn chế khu vực hoạt động của Lăng Hàn. Lăng Hàn vô cùng tỉnh táo ứng đối, trong tay hắn còn có thánh khí, cũng không phải là không thể phá vòng vây. "Ồ, oh, vị này đại huynh đệ, ta nói không sai." Đột nhiên truyền đến âm thanh của Tỉnh Hạo Nhiên, "Ta chẳng nói rằng sắc mặt ngươi chuyển thành màu đen, tất gặp điểm xấu." Gia hỏa này không biết xuất hiện ở gần đó từ lúc nào. Khóe miệng Lăng Hàn không khỏi co giật một phát, hắn có một loại cảm giác sắp phát điên, đây là lúc ngươi có thể đắc ý sao? Tại sao vừa rồi ngươi không bị người đánh chết? Lăng Hàn không để ý tới hắn, Phong Diệu Lăng tự nhiên càng không để ý đến hắn. Nàng một mực nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, điên cuồng tấn công. "Đại huynh đệ, ngươi là nhìn lén vị mỹ nữ kia tắm rửa, hay là đã làm gì có lỗi đối với nàng?" Tỉnh Hạo Nhiên một mực muốn tìm đường chết hỏi, những lời này rơi vào trong tai Phong Diệu Lăng đương nhiên sẽ làm cho nàng bạo phát. "Ông!" Một người đi ra từ trong cơ thể nàng dáng người uyển chuyển tương tự nàng nhưng khuôn mặt lại là một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không thấy rõ lắm. Linh thân, đạo linh thân này lập tức hướng về tỉnh hạo nhiên chém giết. Một kích này mang theo lực lượng cấp giáo chủ phóng ra, vô cùng kinh thiên động địa. Đây là tỉnh hạo nhiên tự tìm đường chết, lăng hàn bỗng có chút nhức chứng giái, giả hỏa này rốt cuộc sống như thế nào mà có thể lớn lên như vậy. Theo lý mà nói, miệng hắn luôn tìm đường chết như vậy, lẽ ra đã sớm chết non. Tuy nhiên, cũng vì Phong Diệu Lăng phân ra một đạo linh thân làm cho chiến lực của nàng bị giảm nên áp lực mà Lăng Hàn phải chịu đựng liền bớt đi một chút. Tại thời điểm hóa linh cảnh, mỗi đạo linh thân đều có chiến lực giống với bản thể, nhưng lại không cách nào điệp ra, bởi vậy cho dù linh thân bị hủy cũng không ảnh hưởng đến chiến lực. Nhưng ở cấp giáo chủ thì khác biệt, linh thân cùng bản thể có thể tiến hành điệp ra, khi được dung hợp sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, mà một khi tách ra thì chiến lực sẽ bị suy yếu đi. Chỉ là Phong Diệu Lăng so với Lăng Hàn không phải chỉ mạnh hơn một chút cho nên dù thiếu một đạo linh thân chiến lực hơi yếu vẫn tạo thành uy hiếp cực lớn với lăng Hàn này uy uy vị mỹ nữ kia ta với ngươi không cứu không oán tại sao ngươi muốn đánh ta Tỉnh Hạo Nhiên lớn tiếng kêu oan ta vừa rồi cũng không có nhìn lén ngươi tắm rửa tại sao ngươi có thể vô lý như vậy miệng tiện như thế chết không có gì đáng tiếc a à. Phong Diệu Lăng thẹn quá hóa giận linh thân công kích như thủy triều dâng lên khoan hãy nói vì sao Tỉnh Hạo Nhiên luôn tìm đường chết như vậy nhưng quả thực thực lực hắn không kém chút nào, nếu không hắn đã sớm bị người giết chết. Thân pháp hắn vô cùng linh động, tuy ngã đông ngã tây, bộ dáng vô cùng chật vật, nhưng lại giữ được tính mạng trước cường giả cấp giáo chủ. Phong Diệu Lăng vô cùng khiếp sợ, đây là có chuyện gì? Trước có một lăng hàn, không ngờ kẻ miệng tiện này cũng có cảnh giới hóa linh, quả thực là yêu nghiệt. mươi 4849, Mê Huyễn Sâm Lâm Lăng hàn cũng rất ngạc nhiên, hắn biết rằng tỉnh hạo nhiên rất biết cách tìm đường chết, nhưng thật không ngờ thực lực của đối phương cũng vô cùng cường hãn. Nhưng bọn hắn dù yêu nghiệt cũng không có khả năng địch nổi cấp giáo chủ thế hệ hoàng kim. Lăng Hàn lấy ra pháp trượng, tinh thần lực liền bị rút lấy một mảng lớn, uy năng chuẩn cấp giáo chủ bộc phát ra, đánh về phía mảnh đất trống. Đối với Phong Diệu Lăng mà nói muốn đối phó đạo công kích này quá dễ dàng. Chỉ cần nhẹ nhàng vung tay liền có thể hóa giải đạo công kích này. Dù sao người ta cũng là cấp giáo chủ, muốn hóa giải công kích chuẩn cấp giáo chủ không có gì khó nhưng cấm chế nàng bố trí làm sao thể chịu nổi một kích này rất nhanh cấm chế bị nghiền nát ở bên trong lăng hàn thét dài một tiếng lập tức phá vây mà đi hắn nhanh chóng triển khai phượng dược thiên tường chạy trốn phong diệu lăng lập tức truy kích có thể nói thân pháp phượng dược thiên tường tuyệt đối là châu bò nhất trong tất cả các đế thuật cho dù cảnh giới của hắn thiếp hơn nhưng nàng cũng không có cách nào bắt được hắn chỉ có thể duy trì một khoảng cách không xa nhưng rất nhanh vùng đất bình nguyên dần kết thúc y thay vào đó là một khu rừng rậm lăng hàn lao thẳng vào đó không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt của nàng phong diệu lăng dừng bước nàng ngửa mặt lên trời hét một tiếng giận dữ tràn ngập sự phẫn uất không ngờ lại để cho lăng hàn chạy mất nàng oán hận quay đầu lại nếu đã lăng hàn chạy mất thì tìm ra hỏa miệng tiện kia để khai đao lăng hàn chạy sâu vào trong rừng rậm sau đó dừng lại cuối cùng cũng thoát khỏi phong bà nương kia lăng hàn nhe răng khi trước còn thề rằng sẽ đánh vào mông nữ nhân kia nhưng bây giờ lại bị chính nàng đuổi giết mất mặt a à, không biết ra hỏa tình hạo nhiên thế nào nhưng hắn miệng tiện như vậy mà vẫn có thể sống êm đẹp thì chắc hẳn có tuyệt học bảo vệ tính mạng bằng không đã chết sớm 800 năm trước không cần quan tâm đến hắn lang hàn lắc đầu điều chỉnh lại tâm tình tiếp tục chạy đi kỳ thật không có gì mất mặt cảnh giới hóa linh không lại cảnh giới tiểu thừa cảnh chẳng phải là sự tình bình thường hay sao rất nhanh hắn đi ra khỏi khu rừng rậm ồ cuối rừng rậm là một vách núi phía dưới được bao phủ một lớp mây mù dày đặc hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối cùng nhưng phía trên vách núi lại có một cây cầu hình cầu vồng không biết dẫn đi đến đâu. Cầu vồng và cây cầu, có tất cả 99 nơi. Nói cách khác, người đến nơi này phải lựa chọn một tòa phía sau cầu. Không lâu sau Lăng Hàn dùng cảm giác của mình chọn lấy một tòa cầu kiều, sau đó liền đi đến. Hắn đạt được số mệnh chân long, trong thời điểm phải đưa ra lựa chọn thì dường như có một cỗ lực lượng tác động làm cho hắn đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Cầu vồng kiều rất dài, lăng hàn dốc toàn lực chạy cây cầu này giống như một thông đạo dẫn sâu vào trong vũ trụ không có cách nào nhìn thấy điểm cuối cùng hắn chạy suốt 5 ngày sau mới thấy được một tòa vách núi rốt cục đã chạy đến cuối cùng lăng hàn đạp lên vách đá liếc mắt nhìn qua liền thấy mỗi cầu vồng kiều này đều có một lối đi quả nhiên mỗi một đầu cầu vồng kiều sẽ dẫn đến một địa phương khác nhau lăng hàn không dừng lại tiếp tục đi tới bay qua đỉnh núi lại xuất hiện một mảnh rừng rậm nhưng mảnh rừng rậm này giống như do con người tạo ra phân chia thành từng khối ô vuông trong đó có một cây đại thụ vô cùng cao lớn bên cạnh không có bất kỳ cây cối nào khác cây đại thụ giống như có thể cắm vào thương khung dùng mắt lăng hàn nhìn có thể thấy trên gốc đại thụ còn có mấy trái cây màu xanh không lớn giống như long nhãn tiên quả sao tim lăng hàn đập thình thịch nhưng hắn không phải là người duy nhất lựa chọn con đường này trong phiến rừng rậm đằng kia cũng đang có rất nhiều người chạy thẳng đến đây để tìm kiếm gốc đại thụ này nhưng bọn họ lại giống con ruồi không đầu căn bản không có cách nào tiếp cận đây là mê cung sao lang hàn không lỗ máng trước hết hắn từ từ quan sát nơi này Màng rừng rậm được phân chia một cách trật tự ngay ngắn sau khi tiến vào chỉ cần rẽ mấy lần là có thể đến vị trí của đại thụ kia căn bản không có gì khó khăn quan sát một hồi hắn liền lắc đầu xem ra muốn nhìn thấy ở nơi này có bẫy dập gì thì phải tự mình thử nghiệm một phát hắn tiến vào trong rừng rậm ồ hắn kinh ngạc phát hiện hoàn cảnh xung quanh lập tức biến đổi rõ ràng vẫn là một gốc cây đại thụ khi trước nhưng sau khi tiến vào thì lại hoàn toàn khác biệt hắn nhắm mắt lại không muốn tâm trí bị mê hoặc nhưng mà tất cả đều vô dụng hắn dùng thần thức nhìn qua tất cả đồ vật bên trong cũng không có gì khác biệt khó trách có nhiều người lại ở chỗ này mò mẫm ngay cả thị giác cùng thần thức đều bị mê hoặc độ khó tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều lang hàn vươn tay đặt lên thân một cây đại thụ lập tức cảm nhận được sự thô giáp của nó trong trí nhớ của hắn gốc đại thụ này hẳn là không tồn tại nhưng hết lần này đến lần khác hắn không những có thể nhìn thấy mà còn có thể chạm vào nó chẳng lẽ đây không phải ảo giác lăng hàn đánh ra một trường lập tức lực lượng bị phản chấn lại khiến hắn phải lui ra phía sau vài bước ồ có điểm kỳ quái nếu như đây chỉ là ảo giác vậy hắn chỉ cần kiên định theo tín niệm của mình dựa theo trí nhớ đi vào tự nhiên có thể phá tan ảo ảnh chạm đến mục tiêu nhưng nếu đơn giản như vậy thì những người kia có lẽ đã sớm tìm được gốc đại thụ kia, hái được quả tiên A. Đã bước chân vào con đường tu tiên, nếu trí nhớ kém cỏi thì cũng không khỏi quá cặn bã đi. Cho nên, mọi chuyện không có đơn giản như vậy, vậy phải làm thế nào mới tìm được đến gốc đại thụ kia? Lăng Hàn quan sát rất lâu mà không tìm ra được đầu mối, liền rời bước đi. Sau một hồi, hắn đã chạy được một vòng quanh rừng rậm. Dù sao mảnh rừng rậm này cũng không lớn mà tốc độ của Lăng Hàn cực kỳ nhanh muốn di chuyển một vòng tất nhiên không tốn bao nhiêu thời gian lối ra ở đâu lăng hàn kinh ngạc phát hiện gốc đại thủ kia đã biến mất ngay cả lối ra cùng cửa vào đều không còn tồn tại nữa có ý tứ hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười vậy thì phải đấu một trận a hắn lại chạy tiếp một vòng liền cảm nhận được đồ vật đã không giống với lúc trước đây vẫn là một mảnh rừng rậm nhưng hoàn toàn khác biệt so với mảnh rừng rậm lúc trước a à, a à, còn có rất nhiều biến hóa nha lăng hàn lại đi lại đi, lại đi. Mỗi một lần mảnh rừng rậm đều phát sinh biến hóa. Đến khi hắn đã đi được 17 lần, trong lòng liền có vài phần nắm chắc. Lúc này, phía trước có hai người trẻ tuổi đi tới. Người tiến vào đây đều bị hạn chế số tuổi. Cho nên bất kể là cảnh giới gì, cho dù là 5.000 tuổi hay 8.000 tuổi thì hai người trước mặt vẫn là những người trẻ tuổi. Nhưng hai người trước mặt chỉ có cảnh giới hóa linh mà thôi. Lăng Hàn không để ý đến, rất nhanh rời đi. Hai người kia cũng nhìn thấy Lăng Hàn nhưng hai bên chỉ nhìn thoáng qua đối phương Mấy ngày nay đều một mực nghẹn ở chỗ này Cúa mức nhàm chán, hay chúng ta chỉnh hắn Một người trong đó thấp giọng nói Bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện Tên còn lại nói Được rồi, người thứ nhất gật đầu Hắc hắc, phận khí của tên tiểu tử này thật tốt Âm thanh tuy nhỏ nhẹ nhưng lời vừa rơi vào trong tay Lăng Hàn lại khiến cho hắn vô cùng bực bội Hắn đương nhiên khó chịu mà dừng lại Đợi một chút chương 4850, xung đột. Làm gì vậy? Người trẻ tuổi đề nghị đánh người kia quay lại nhìn Lăng Hàn. Trên người hắn khoác áo dài màu tím, nét mặt vô cùng ngạo mạn. Các ngươi nói y muốn đánh ta. Lăng Hàn cười dịu dàng nói. Mấy ngày nay, trước sau hắn bị phong diệu Lăng cùng văn nhân Lương Bình đuổi giết, tuy đều chạy thoát trong y gan tắc, nhưng chẳng lẽ trong lòng hắn không bực bội. Ô, không ngờ ngươi nghe được. Thanh niên áo tím có chút kinh ngạc, hắn đã cố ý áp thấp âm than đê hát, nhưng cũng không sao hết nghe được thì thế nào thì tính sao hắn hỏi lại trên mặt lộ ra vẻ khinh thường lang hàn buông buông tay vừa vặn mấy ngày nay tâm tình của ta cũng không tốt như vậy đánh ngươi một trận để phát tiết một hồi ha 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 ha, ha. thanh niên áo tím cất tiếng cười to điều này thật sự quá buồn cười gia hỏa này thật sự không biết tự lượng sức mình hắn thu hồi dáng vẻ tươi cười lạnh lùng nói tên mặc thanh sam còn lại cũng không khỏi lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn nói lẽ ra ngươi đã gặp vận may bởi vì chúng ta không muốn phí thời gian trên người của ngươi. Nhưng ngươi lại tự mình chuốc lấy khổ cực, quả thực là muốn được ăn đòn, không cần nhiều lời, đánh hắn, thanh niên áo tím bước ra, đánh thẳng về Lăng Hàn. Lăng Hàn vẫn chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Ngươi vô cùng tin tưởng vào bản thân mình, thanh niên áo tím lộ ra vẻ phẫn nộ, không ngờ ra hỏa lại dám khinh thị hắn, đánh hắn, đánh chết hắn. Bỗng nhiên hắn ra tốc, đánh một trưởng về phía Lăng Hàn. Đồng bạn của hắn cũng không giúp đỡ mà thờ ơ lạnh nhạt đứng ở một bên. Bởi vì hắn cũng tin tưởng vào thực lực của đồng bạn mình. Chỉ cần một người cũng đủ để chấn áp Lăng Hàn. Ba, một đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điểm, mạnh mẽ đụng vào đại thụ ở phía sau. Nhưng đại thụ này không gãy mà người kia lại bị đánh ngược trở lại, ngã xuống đất tạo thành hình chữ đại. Nụ cười trên mặt người thanh niên áo sam lập tức im bặt bởi vì người bị đánh bay ra ngoài không phải là lăng hàn mà là đồng bạn của hắn làm sao có thể không nói đến việc tại sao lăng hàn có thể chiến thắng cho dù đồng bạn của hắn gặp phải đối thủ mạnh cũng không đến mức bị đánh bại bởi một chiêu đến đến lượt ngươi lăng hàn hướng tay về phía người thanh niên áo sam nói người tuổi trẻ kia lập tức xấu hổ lộ ra dáng vẻ tươi cười vội vàng khoát tay đạo hữu không đánh nhau thì không quen biết mới vừa rồi là chúng ta lỗ mãng mong huynh đài thứ lỗi Ai nha, hắn kêu lên thảm thiết bởi vì Lăng Hàn đã đánh ra một quyền trúng vào bụng hắn. Sau khi đánh thoải mái, Lăng Hàn mới dừng tay, cười nói. Nhất thời xúc đông, người cũng thứ lỗi cho ta. Hiện tại, tinh thần của hắn cực kỳ sảng khoái. Chẳng qua hắn cũng chỉ là muốn xả giận. Nếu không, một quyền đánh xuống sẽ khiến cho đối phương bị nện thành bánh thịt. Lúc này, người thanh niên áo sam kia thực sự muốn khóc. Người biết mình xúc động vì sao lại không kiềm chế lại. Đánh người xong mới nói, không phải là có chủ tâm muốn đánh người hay sao hắn là đang muốn nói cái gì mới vừa bị đánh như vậy còn chưa thấy đủ sao chẳng lẽ lại muốn thêm một lần nữa lăng hàn phất tay nghênh ngang rời đi đợi lăng hàn đi rồi người thanh niên áo sam vội vàng đi đỡ đồng bạn dậy hắn dùng sức lay động vài cái làm đồng bạn tỉnh lại còn may lăng hàn cũng không có ra tay quá nặng đau thanh niên áo tím tỉnh lại lập tức thống khổ hô lớn hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều bị đứt đoạn đi chúng ta lập tức đi tìm thiếu chủ mặt mũi hắn tràn đầy phẫn nộ quá đáng giận người kia lại dám đánh hắn chẳng lẽ không biết hắn là người của ai người trẻ tuổi áo sam gật đầu hắn cũng bị đối phương đánh một trận chẳng lẽ lại phải nuốt cục tức này vào trong trái ngược với hai người kia tâm tình của lăng hàn lúc này vô cùng sung sướng hắn bước trái bước phải không bao lâu đã bỏ mảnh rừng rậm lại phía sau hắn đi tới lối ra đã tìm thấy nhưng còn gốc đại thụ kia lăng hàn quay đầu nhìn lại gốc đại thụ kia lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn trông vô cùng cao lớn giống như hạc giữa bầy gà sẽ tìm lăng hàn không rời đi mà tiến vào trong rừng rậm tiếp tục đi tìm gốc đại thụ kia hắn đi khắp xung quanh cũng ghi nhớ những lần mảng rừng rậm này biến hóa từ đó tìm ra quy luật phát hiện thông đạo ở chính giữa đại thụ lần khó khăn này khiến cho lăng hàn mất tròn một tháng mới thăm dò tìm được quy luật kia hắn lập tức tăng tốc chạy về hướng mục tiêu tốc độ của hắn tốc độ cực kỳ nhanh nhưng cũng không phải tiến thẳng đến gốc đại thụ kia Mà là vòng vèo chạy đi Bởi vì đây là cách duy nhất có thể chạy đến thông lộ ở giữa đại thụ Dục tốc bất đạt Muốn đi đến mục tiêu thì chỉ còn cách đi đường vòng vèo Mất nửa ngày trời Cuối cùng hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười Chỉ cần xuyên ra rừng cây phía trước là hắn có thể đến phía dưới đại thụ kia Tiên quả Ta đến đây Lăng hàn có chút chờ mong Gian nan như vậy mới tới được đây Đạt được tiên quả tất nhiên là vô cùng chân quý a. À rất nhanh sẽ đạt được cửu biến sao ân hắn sững sờ phía sau truyền đến tiếng bước chân tổng cộng có ba người lăng hàn quay đầu lại mà đúng lúc này ba người kia cũng từ trong bụi cây chui đi ra nhìn thấy lăng hàn lúc ba người đều lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ đến lại có người tới trước bọn hắn nhưng trong nháy mắt trên mặt hai người lộ ra thần sắc vừa vui sướng vừa phẫn nộ vô cùng đối lập vì cái gì rất đơn giản hai người chính là hai gia hỏa bị lăng hàn đánh no bụng khi trước nhưng hiện tại bọn hắn đứng sau lưng một người thanh niên áo trắng hai tay buông thóng sắc mặt cung kính dị thường thiếu chủ chính là hắn thanh niên áo tím chỉ vào lăng hàn nói chính là hắn đánh hai người chúng ta người thanh niên áo xám gật đầu không thôi lăng hàn cũng rất ngạc nhiên thế giới này quả thật nhỏ bé không ngờ hắn lại đụng phải hai người này hơn nữa bọn hắn không phải đi lung tung đến đây mà là giống như hắn cùng hướng đến gốc đại thụ kia thanh niên áo trắng nhìn lăng hàn mặt lộ ra vẻ kiêu căng thản nhiên nói chặt đứt hai tay sau đó xéo đi còn không mau hướng thiếu chủ tạ ơn thanh niên áo tím lập tức hướng về phía lăng hàn quát đúng vậy thiếu chủ đã vô cùng khai ân đối với ngươi thanh niên áo sam cũng nói lăng hàn lắc đầu tự đoạn hai tay việc này độ khó rất cao không bằng các người biểu diễn cho ta xem trước một chút a à. ha ha miệng thật đúng là lợi hại thanh niên áo trắng lắc đầu nhưng cũng vì thế mà ngươi cũng đã tự đào mộ cho mình Nghe nói thế, sắc mặt hai người kia đều lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu chủ tức giận, lăng hàn kia chết chắc, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ thực lực của thiếu chủ, là hoa đường của thanh hoa thánh địa, đường đường là cường giả cấp giáo chủ. Lăng hàn mỉm cười, cũng không nói lời nào, hư, thật sự là gian ngoan mất linh, chân la hoa đường khẽ động, lập tức xuất hiện trước mặt lăng hàn, điểm một ngón tay hướng thẳng đến trán của lăng hàn. Một ngón tay này mang theo kim quang đầy trời, phốc, ngón tay điểm qua, máu tươi liền phun ra. La Hoa Đường nhướng mày, lập tức lắc đầu, không ngờ hắn nhìn thấy một vết máu, ảo cảnh, chương 4851, tiên quả tới tay. Lăng Hàn không muốn chiến đấu, bởi vì hắn có yêu nghiệt thế nào thì thực lực mới đạt bát biến, cho nên hắn còn chưa có tư cách đánh một trận với cấp giáo chủ. Bởi vậy, sau khi đánh ra huyến cảnh hắc mang, hắn lập tức rút lui, chạy thắng về hướng đại thụ. Hái trái cây, rời đi, siêu, yêu yêu, hắn chạy khỏi mảng rừng rậm trước mắt liền thấy gốc đại thụ cao lớn xuất hiện trước mắt, trông giống như một tòa núi nhỏ. Rõ ràng khoảng cách từ chỗ hắn đến gốc đại thụ còn gần trăm trượt, nhưng hắn lại bị bóng cây che phủ hoàn toàn. Lăng Hàn quét mắt nhìn qua khỏa trái cây màu xanh, đang rơi từ trên cây xuống, thân hình hắn nhảy lên, đưa một tay ra hái lấy khỏa trái cây màu xanh kia. Lúc này, la hoa đường đã đuổi đến, hắn nhìn chằm chằm vào sau lưng Lăng Hàn, lập tức thét một tiếng rồi phóng đến. Thân hình Lăng Hàn nhảy lên, hướng thẳng đến phía trên đại thụ mà đi. Gốc cây này vô cùng lớn, bên trên nhưng vẫn có cơ hội hái trái cây. Lúc này, nhất định phải hái được trái cây. Đợi đến khi hắn có thành tựu cấp giáo chủ, không, chỉ cần đạt đến cửu biến là có thể đánh với La Hoa Đường một trận, thậm chí sẽ chiến thắng. Tất nhiên La Hoa Đường cũng không bỏ qua Lăng Hàn, hắn lập tức đuổi theo, tuyệt đối không để Lăng Hàn chạy mất, càng không thể để Lăng Hàn hái được tiên quả. A, à, ách, cả hai đồng thời phát ra tiếng kêu lập tức từ trên trời ngã xuống chuyện gì xảy ra vừa nhảy đến độ cao nhất định áp lực liền giống như một chiếc búa lớn hướng thẳng về phía lăng hàn và la hoa đường đập xuống khiến cho cả hai cùng rơi xuống đất tu vi của hai người tuy tranh lệnh nhưng đều bị thổ huyết thân thể vô cùng khó chịu cảnh giới càng cao lực lượng oanh kích càng lớn xíu yêu yêu xíu yêu yêu lúc này hai người thanh niên áo xanh và thanh niên áo tím cùng chạy đến nhân lúc lăng hàn bị thương liền ra tay đánh tới hổ xuống đồng bằng cũng không tới lượt các ngươi khi dễ lăng hàn cười lạnh đánh ra một quyền đầy sát khí lập tức hai kẻ kia trợn tròn mắt lăn ra đất sinh mạng đã bị chấm dứt thức hải bị phá nát há có thể không chết sao cho dù ngươi có nhiều linh thân hơn nữa cũng vô dụng dưới quyền của lăng hàn thì mọi linh thân đều sẽ bị phá tan tính mạng sao có thể giữ được đáng chết la hoa đường lạnh lùng nói tuy hắn không quan tâm sinh tử của hai gã tùy tùng này nhưng ngay dưới mí mắt của hắn lăng hàn lại có thể giết hai người này đây không phải là đánh vào mặt hắn sao cho nên sát khí của hắn lập tức dâng lên sau khi chuyển động vòng quanh đại thụ lăng hàn liền hiểu rõ không thể đi lên phía trên đại thụ nếu như cố ý thì thân thể nhất định sẽ bị chấn đến chết đồng dạng la hoa đường cũng không dám nhảy lên cao chỉ có thể truy đuổi lăng hàn vòng quanh thân cây lăng hàn vừa chạy vừa xem phía trên mặt đất có trái cây nào rơi xuống hay không của thật hắn có vận khí vô cùng tốt bắt gặp được một tiên quả rơi xuống, hắn trực tiếp thu vào trong túi. Buông tiên quả ra, la hoa đường ở phía sau giận dữ hết, không thể trèo lên phía trên đại thụ tất nhiên cũng không thể hái được tiên quả. Chỉ có thể đợi tiên quả rơi xuống chỗ của mình, hiện tại, những trái cây lang hàn đã nhặt được kia đều phải là của hắn. Lang hàn cười lớn, lại tiếp tục di chuyển vòng quanh đại thụ đợi tiên quả rơi xuống. Nhưng một lần này đã qua ba ngày, khiến cho lang hàn vô cùng thất vọng bởi vì không có một quả trái cây nào rớt xuống nữa hắn ngẩng đầu nhìn liền thấy một nhánh cây mọc ra hơn 10 tiên quả ở giữa, nhưng đều có màu xanh trắng. Còn những trái cây rơi xuống thì lại có màu xanh đậm hoàn toàn. Đợi cho tiên quả thành thục trưởng thành thì hắn phải đợi mấy ngàn năm mấy vạn năm, thậm chí lâu hơn thì trái cây phía trên mới có thể trưởng thành rụng xuống phía dưới. Vẫn nên tính toán một chút, vừa dứt suy nghĩ, thân hình lăng hàn nhún lên, chạy thẳng về phía ngoài rừng rậm. Người chạy không thoát, la hoa đường cắn răng nói. Hai gã thủ hạ bị giết, khiến mặt mũi của hắn bị tổn hại. Mà hiện tại, tiên quả cũng bị Lăng Hàn nhặt đi, hắn tất nhiên có lý do đuổi giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười lớn nói: "Ta đã muốn chạy, ngươi làm sao có thể ngăn cản được? Hơn nữa, ngươi đã gặp may, lúc này ta chỉ muốn rời khỏi nơi này chứ không có ý định giết ngươi. Bằng không nếu muốn giết ngươi thì ai cũng không ngăn cản được." Hắn thét dài một tiếng, triển khai Phượng Dực Thiên Tường, hỏa diễm bên trong giống như đang nhảy múa, nhanh chóng mang khoảng cách với La Hoa Đường kéo dài ra. Cái gì, La Hoa Đường khiếp sợ, hắn có thực lực cấp giáo chủ, lại không ngờ đến tốc độ của mình bị Lăng Hàn bỏ xa như vậy. Hắn đuổi theo Lăng Hàn nhưng vì mảnh rừng rập này lại có quá nhiều khúc ngoặt khiến hắn bị rớt lại phía sau, đến khi nhìn lại liền không thấy bóng dáng của Lăng Hàn đâu nữa. Hắn dừng lại, mặt vô cùng giận dữ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn cắn răng nói, sau khi chạy ra khỏi rừng rậm, Lăng Hàn liền tìm đến một địa phương yên tĩnh, bắt đầu nghiên cứu hai quả trái cây màu xanh kia. Không biết, hắn lắc đầu, tuy nhiên lại có thể cảm ứng năng lượng khổng lồ bên trong. Đây nhất định là vật đại bổ, mặc kệ, hiện tại ta cần phải tăng thực lực, ăn, hắn cầm một quả trái cây, bắt đầu ăn. Trái cây này không ngon bằng cực hỏa địa linh quả, nhưng cũng không khó ăn. Rất nhanh Lăng Hàn đã ăn xong một quả. Hắn không ăn hai quả liền một lúc bởi vì sợ dược lực quá mức khủng bố, thực lực chưa kịp tăng đã bị nổ tan xác. Đây chẳng phải là vui quá hóa buồn sao? Rất nhanh, dược lực đã phát huy tác dụng khiến cơ thể hắn sôi trào, từng mạch máu bắt đầu bạo động. Hắn vận chuyển kinh mạch luyện hóa dược lực, thôi động thể thuật và bí lực tăng lên cùng lúc. Trong thức hải, đệ bát đạo linh thân chính đang nhanh chóng lớn mạnh. Sau hai ngày, dược lực đã hao hết, thiếu một chút nữa là hắn sẽ đạt được bát biến đỉnh phong. Lăng Hàn tiếp tục lấy ra quả trái cây còn lại, dùng nước trong rửa sạch rồi đưa lên miệng cắn. Đã trải qua một lần, tự nhiên không còn bỡ ngỡ. Hai ngày sau đó, dược lực lại một lần nữa hao hết, nhưng muốn đạt được bát biến đỉnh phong còn thiếu một tia nữa, vẫn không đạt được. tuy chỉ là một tia, nhưng không có ngoại lực trợ giúp, hắn muốn tu luyện cũng phải mất thêm rất nhiều thời gian. ai cảnh giới càng cao, muốn tiến lên thì đều cực kỳ khó khăn a. À. lăng hàn thu hồi tạp niệm, đi thẳng về phía trước. sự thật đã thế, hắn ai thán thì cũng không có cách nào giải quyết. cho nên hắn làm được cái gì thì làm cái đó. nếu trong khoảng thời gian này có thể đạt được thiên tài địa bảo thì hắn có thể trùng kích cử biến nếu không thì phải chờ thêm một thời gian nữa. Sau vài ngày rời khỏi rừng rậm, phía trước lại xuất hiện một tòa thành to lớn. Ô, trên đế lộ còn có thành thị, Lang Hàn có chút ngạc nhiên, không ngờ ở đây còn có sinh vật sống, thậm chí còn thành lập thành thị. Đi xem, Lang Hàn đi nhanh về hướng cửa thành, xíu yêu yêu, đúng lúc này, hắn cảm nhận sau lưng có kình phong, một người xẹt qua đỉnh đầu hắn, vượt lên trước hắn, đi thẳng vào cửa thành. Cần phải đuổi theo sao, Lang Hàn trong lòng thầm nói một câu người phía trước toàn thân được bao bọc bởi một chiến giáp màu xanh chỉ để lộ ra một cái đầu tướng mạo anh tuấn khí khái hào hùng bừng bừng người đến dừng lại thủ vệ cửa thành lập tức thò tay ngăn trở hừ một chút cơ nho nhỏ mà cũng dám ngăn cản ta người thanh niên mặc chiến giáp kia hừ lạnh một tiếng lộ ra dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ căn bản không để ý tới thủ thành một mực sông thẳng vào bên trong hắn là một hóa linh chân quân lập tức những thủ vệ kia đúng liền ra tay đánh thẳng về phía thanh niên mặc chiến giáp một màn quỷ dị diễn ra, không ngờ thanh niên chiến giáp kia bị thủ vệ thành đánh lui. chương 4852, Quái Thành, dù lăng hàn yêu nhiệt, bình thường luôn dùng cảnh giới thấp đối đầu với cảnh giới cao nhưng khi thấy một người có tu vi chúc cơ đối kháng với cao thủ cảnh giới hóa linh lại không rơi vào thế hạ phong khiến hắn chỉ có thể chố mắt nhìn. Tất cả những điều này lại được thủ vệ nho nhỏ trước mặt làm được. Này, chẳng phải là thiên tài vô thưởng sao? Nếu thực lực của bọn hắn đạt tới cảnh giới hóa linh hay cấp giáo chủ thì chẳng phải ngay cả đại đế cũng sẽ dễ dàng chấn áp sao. Hiển nhiên, chuyện này không có khả năng xảy ra, nếu không thì lịch sử đã sớm bị thay đổi. Thanh niên mặc chiến giáp kia cũng vô cùng bất ngờ, mặt hắn tràn đầy sự khiếp sợ. Không ngờ bốn người có tu vi trúc cơ liên thủ lại có thể đẩy lui được mình. Mặt hắn hiện lên vẻ do dự, đối thủ quá mức cổ quái khiến cho hắn không biết có nên tiếp tục ra tay hay không. Rất may, bốn gã thủ vệ kia không có ý định tấn công mà chỉ đứng canh giữ ở cửa ra vào. Lăng Hàn phát động đồng thuật nhìn về phía bốn gã thủ vệ kia nhưng chỉ thấy được từng đoàn hào quang bằng bạc, vô cùng kỳ quái. Nếu là bình thường, sau khi dùng đồng thuật thì sẽ nhìn thấy cường độ khí huyết cùng sức sống tính mạng chứ không phải từng đoàn hào quang bằng bạc như vậy. Bọn hắn, không phải người, rất có khả năng như vậy. Lăng Hàn trong lòng khẽ gật đầu, nếu như không phải người thì tất nhiên có thể giải thích được vì sao bọn hắn có thể lấy yếu thắng mạnh ít nhất cũng đã tìm ra được nguyên nhân, vào thành phải đăng ký. Một gã thủ vệ nói, Lăng Hàn đi đến đăng ký báo danh liền cảm nhận được linh hồn của mình bị hạ lạc ấn. Sau đó hắn có thể tiến vào trong thành, phía sau hắn, thanh niên mặc chiến giáp kia cũng trở nên trung thực, bắt đầu đăng ký danh tự của mình. Thành này có chút quỷ dị, vẫn nên phối hợp một chút sẽ tốt hơn. Trong thành rất náo nhiệt, ven đường có quầy hàng, người đi đường núi liền không dứt, tạo nên rất phồn vinh. Lăng Hàn dùng đồng thuật quét một cái, lại phát hiện ra tiểu thương dân chúng trong thành này cũng giống như những thủ vệ kia đều là từng đoàn từng đoàn vẩn đục hào quang nhưng nếu không dùng đồng thuật nhìn tới thì những người này không khác gì so với người thường lang hàn tìm người để tìm hiểu tình huống trong thành rốt cuộc là như thế nào trong thành cũng có rất nhiều người từ bên ngoài đế thậm chí không thiếu đế tử cuối cùng lang hàn cũng đã vượt qua biển người trước mặt không phải nghe nói thế hệ hoàng kim đã sớm rời đi thế hệ bạch ngân đế tử bình thường cũng có một ít rời đi nhưng tại sao những đế tử này lại lưu lại nơi này bị vây ở đây như vậy có ý nghĩa thành này dễ vào dễ ra tuyệt không có người nào ngăn cản trước đó thủ vệ cản người đăng ký thật ra chỉ cần ngươi đăng ký mà thôi nhưng sau khi ra khỏi thành phía trước sẽ có một vùng đất hắc ám vừa tiến vào chỗ đó cho dù là thị lực cảm giác lực đều sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng như con ruồi không đầu đi lại bên trong trừ phi đốt lên bó đuốc đặc thù mới có thể xua tan hắc ám bó đuốc thế nào chỉ có thể thu mua trong thành, nói cho đúng là phủ thành chủ lý ra. Thu hoạch thế nào, mua sao? Không, là chiến đấu, khiêu chiến lý ra, nhưng nhất định phải vượt cấp mà thắng, vượt qua cấp bậc càng nhiều, đạt được bó đuốc thời gian đốt cháy càng dài. Chuyện này có tác dụng gì? Bởi vì vùng đất hắc ám cũng không chỉ có tác dụng cản trở, bên trong còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi vậy, bó đuốc thiêu đốt thời gian càng dài sẽ tìm được càng nhiều bảo vật. Nhưng vấn đề là, khiêu chiến có thể nhiều lần nhưng cơ hội đạt được bó đuốc chỉ có một lần. Bởi vậy, người không có khả năng đánh một lần đổi một bó đuốc, sau đó đi dạo trong hắc ám rồi đi ra, sau đó lại đổi một bó đuốc lại tìm một vòng. Cho nên, người có trí tìm thiên tài địa bảo đều thận trọng, nhất định phải đánh ra chiến tích tốt nhất, lúc này mới đi hối đoái bó đuốc, từ đó gia tăng thu hoạch. Có chút đế tử sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì bọn họ đang tôi luyện tự thân, muốn lấy trạng thái tốt nhất đi khiêu chiến. Thì ra là thế, Lăng Hàn gật đầu, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. vùng đất khắc ám có thiên tài địa bảo, với trạng thái của hắn hiện tại, chỉ cần đạt được một viên tiên quả ngũ tinh, phỏng chừng hắn sẽ đạt tới bát biến đỉnh phong. đến lúc đó, hắn có thể đẩy ra cánh cửa cửu biến. hắn đi tới phủ thành chủ, nơi này dễ tìm, mà phủ thành chủ cũng không có thủ vệ xâm nghiêm, bất kỳ người nào cũng có thể tiến vào nhẹ nhõm. lang hàn tiến vào phủ thành chủ, có thủ vệ tiến lên, cũng dẫn hắn tới diễn võ trường. nơi này có thật nhiều kẻ bên ngoài tất cả đều vây quanh trên diễn võ trường, bên trong diễn võ trường có hai người. Một là kẻ bên ngoài, một là thổ dân, chỉ cần dùng nhãn thuật nhìn là biết, toàn thân hắn có quần sáng vẫn đục. Kẻ bên ngoài là một tên đạo tử, hóa linh tư biến, nhưng chiến lược lại đạt đạt tới hóa linh lục biến, hắn đang đánh với đối thủ. Chiến gần nửa ngày, hai người cuối cùng cũng hòa nhau. Tên đạo tử đổi bó đuốc, há không có dừng lại, mang theo bó đuốc rời đi. Không có ai chặn đánh hắn, bởi vì mọi người đều biết, bó đuốc ràng buộc linh hồn với một người, chỉ có linh hồn lực bản thân mới có thể đốt bó đuốc. Đương nhiên, cũng có thể bức hiếp hắn dẫn đường, nhưng dù sao người ta thực lực mạnh mẽ, thật sự khó tìm người đánh thắng hắn. Người kế tiếp, người trẻ tuổi phủ thành chủ lên tiếng, trong lúc nhất thời, không người trả lời, nếu không người xuất chiến, vậy thì hắn tới đi. Lăng Hàn thả người nhảy vào trong diễn võ trường, người trẻ tuổi phủ thành chủ nhìn hắn và nói, hóa linh bát biến, dạng tu vi này cũng làm mọi người khiếp sợ, chỉ cần là thiên tài, cơ bản đều tu ra chín cái chân ngã trong chân ngã cảnh, khi đó dễ dàng đạt tới cửu biến. Cho nên nói, bát biến, cửu biến chỉ nói rõ cảnh giới cao, nhưng không liên quan tới thiên tài. Oanh, người tuổi trẻ kia giết tới, hắn đánh nhau với Lăng Hàn. Hắn vận dụng thực lực bát biến, từng cái linh thân lao tới tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn chỉ tùy ý đón đỡ, hắn cảm thấy hứng thú với thổ dân, muốn xem hắn thế nào. Bởi vậy, hắn nhẫn nại nên đấu với người trẻ tuổi kia ai quá yếu cảnh giới giống nhau lại đánh phí sức như thế ha ha hắn còn mặt mũi chạy tới quá buồn cười mọi người đều lắc đầu cảm thấy thực lực lăng hàn quá yếu chiến rất lâu lăng hàn đã nhìn thấu đối thủ và xuất ra một quyền hóa linh thất biến người tuổi trẻ kia chỉ vào lăng hàn a à, lăng hàn kinh ngạc phát hiện một linh thân của hắn bị giam cầm không cách nào lại phát huy ra lực lượng tu vi của hắn bị giam cầm còn thất biến có ý tứ rõ ràng đối thủ này không có mạnh hơn hắn lại có thể tùy tiện áp chế tu vi của hắn. Tuyệt không phải người, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, sinh linh bình thường tuyệt đối không thể dễ dàng áp chế tu vi của hắn, chỉ ít cũng phải là tôn giả mới có thể làm được. chương 4853, năng lực vượt cấp. Tái chiến, mọi người kinh ngạc phát hiện, mặc dù cảnh giới Lăng Hàn bị suy yếu, nhưng thực lực của hắn không yếu đi, chiến lực giữ vững giống như vượt cấp. Cái này, làm sao có thể chứ? Rõ ràng suy yếu một tiểu cảnh giới, chiến lược lại không giảm khó mà tưởng tượng chiến một hồi lăng hàn lại đánh bại đối thủ hóa linh lúc biến người trẻ tuổi phủ thành chủ lại điểm vào lăng hàn hắn phong ấn tu vi lăng hàn lần nữa ngoá mọi người lấy làm kinh hãi bởi vì lăng hàn vẫn chiếm thế thượng phong bọn họ phát điên ra hỏa này là yêu quái sao oanh 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 lăng hàn cường thế không gì sánh bằng trong vòng 10 chiêu hắn dễ dàng đánh bại đối thủ hóa linh ngũ biến người tuổi trẻ kia chỉ một ngón tay Tu Vi Lăng Hàn bị gọt đi một mảng lớn, Hóa Linh tứ biến, Hóa Linh tam biến, mọi người khiếp sợ. Trời ạ, à, bọn họ nhất định đã nhìn thấy quái vật. Rõ ràng Tu Vi Lăng Hàn đã gọt đến Hóa Linh nhất biến, nhưng hắn vẫn có thể đánh với Hóa Linh bát biến, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Đây là biến thái thế nào? Mấy chiêu mà thôi, Lăng Hàn liền đánh bại đối thủ. Trời ạ, à, giảm đi bảy tiểu cảnh giới, đây chính là tiêu chuẩn đế tử. Mạnh, thật sự là quá mạnh, giả heo ăn thịt hổ. Mọi người đều lắc đầu, chỉ cảm thấy bị Lăng Hàn lừa gạt quá thảm. Hóa linh cửu biến, người trẻ tuổi phủ thành chủ điểm vào mình, tu vi của hắn tăng lên một đoạn. Nhất biến đấu cửu biến, nhưng mà, vẫn không thể xoay chờ cuộc chiến, Lăng Hàn trấn áp thô bạo, rất nhanh đánh bại đối thủ lần nữa. Mọi người khó nói ra lời, cửu biến đấu nhất biến, Lăng Hàn có thể thắng tùy ý, thật đáng sợ. Tiêu chuẩn thế hệ Bạch Ngân, thậm chí, thế hệ Hoàng Kim, mọi người đều chấn kinh, chẳng lẽ đây là một vị đế tử sao, hơn nữa còn là thế hệ hoàng kim. Rất có khả năng, bởi vì đế tộc cao cao tại thượng nhất là thế hệ hoàng kim, bình thường có mấy người biết tới. Chân ngã cảnh, người trẻ tuổi điểm vào lăng hàn, lần này trực tiếp giảm tu vi lăng hàn xuống còn chân ngã cảnh, nhưng là tu vi của hắn cũng bị gọt còn hóa linh nhất biến. Tái chiến, bành, một quyền mà thôi, lăng hàn đánh bại hắn, tất cả mọi người khiếp sợ, trước đó, không quản thất biến đánh bát biến hay nhất biến đánh cửu biến, cho dù ưu thế lăng hàn lớn thế nào cũng là cùng cảnh giới hóa linh cảnh nhưng mà lúc này hoàn toàn khác biệt chân ngã cảnh đánh hóa linh cảnh dù chỉ là hóa linh cảnh yếu nhất nhưng tranh lệch một đại cảnh giới tranh lệch này mang tính nghiền ép lăng hàn thì sao một quyền bại địch thế hệ hoàng kim có thể làm được sao không có khả năng chưa từng có nghe nói qua thế hệ hoàng kim có thể yêu nghiệt như thế hóa linh nhị biến người trẻ tuổi tiếp tục tăng tu vi của mình tái chiến lần này Lăng Hàn vẫn không thể miểu sát đối thủ, hắn lại thắng rất dễ dàng. Lăng Hàn tươi cười, thời điểm hắn là chân ngã thập hình tuyệt đối không dễ dàng đánh thắng hóa linh nhị biến, nhưng linh hồn của hắn hiện tại hoàn mỹ, muốn làm được rất dễ dàng. Hóa linh tam biến, lần này, Lăng Hàn vẫn thắng, hắn chỉ phí sức vài chục chiêu mà thôi. Hóa linh tứ biến, dù Lăng Hàn yêu nghiệt không gì sánh được, lần này đã đạt tới cực hạn của hắn, mấy trăm chiêu qua đi, song phương đánh ngang tay, ngươi không thể bại ta, ta khó áp chế ngươi. Sau khi đánh 500 chiêu, người tuổi trẻ phủ thành chủ chủ động dừng tay. Đánh đủ 500 chiêu tính là qua ải, người còn thử độ khó cao hơn không? Người tuổi trẻ kia hỏi, lang Hàn lắc đầu, lần này không cần thử, hắn đạt tới cực hạn, chiến hóa linh ngũ biến, phỏng chừng 300 chiêu sẽ bại, khó có khả năng chống đỡ 500 chiêu. Trừ phi vận dụng hỗn độn cực lôi tháp hay pháp trượng thánh khí. Hiển nhiên không phỉ ý hay, hắn vận dụng pháp khí vượt qua cảnh giới, thực lực vậy đối phương khẳng định sẽ tăng cao đủ rồi thành tích này đủ nghiền ép mọi người lăng hàn cầm tới bò đuốc hài lòng mà đi người bốn phía dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn ra khỏi phủ thành chủ lăng hàn lập tức rời đi hắn đi vùng đất hắc ám tìm thiên tài địa bảo dừng lại hét lớn một tiếng chỉ thấy la hoa đường lao tới đúng là ra hỏa âm hồn bất tán lăng hàn không có ham chiến trực tiếp bỏ đi đừng trốn la hoa đường nhanh chóng truy đuổi một cái trốn một đuổi theo bọn họ nhanh chóng ra khỏi thành, lúc này lại có người đuổi theo. Văn nhân Lương Bình, hắn cũng phát hiện Lăng Hàn, tự nhiên lập tức truy kích. Hai tên giáo chủ nhìn nhau, đều nhìn thấy sát ý với Lăng Hàn trong mắt đối phương, bởi vậy, bọn họ tạo thành ăn ý, cũng không có xuất thủ lẫn nhau, cho rằng đối phương là giúp đỡ đối phó Lăng Hàn. Nhưng bọn họ lại bội phục, Lăng Hàn thật sự có năng lực gây tai họa, lại trêu chọc một vị cường giả giáo chủ. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện khu vực hắc ám. Vùng đất hắc ám, không thể cho hắn chạy vào ân hai người văn nhân lương bình đạt thành nhận thức chung một khi bị lăng hàn chạy vào muốn tìm được là chuyện viễn vông qua một đoạn thời gian thực lực lăng hàn sẽ mạnh lên mấy phần tương đương với một cây đao trên cổ bọn họ làm bọn họ cảm giác cấp bách nhất định phải mau chóng giết lăng hàn bọn họ thi triển thủ đoạn ngăn cản lăng hàn xông vào hắc ám nhưng mà trước tốc độ của phượng dực thiên tường thủ đoạn của bọn họ vô dụng bọn họ có thể làm duy nhất chính là tiến vào hắc ám hai người dừng lại, không có bò đuốc mà tiến vào bên trong hắc ám, cho dù bị vây khốn 10 năm 8 năm là bình thường, vận khí tốt người cũng may mắn lui về, cũng có khả năng bị vây khốn vĩnh viễn. Ghê tởm, hai người đều tức giận, nội tâm sinh ra lo lắng. Đi, trở về hối đoái bó đuốc, cho dù không cần cơ duyên cũng phải giết kẻ này. Hai người tạo thành chung nhận thức, lập tức trở về, đi hối đoái bó đuốc. Trong vùng đất hắc ám, Lăng Hàn sử dụng hồn lực đốt bó đuốc, ngọn lửa xua tan hắc ám, Phạm vi hai giảm sáng rực. Phải biết, trước đó Lăng Hàn không nhìn thấy một chút gì. Đúng là thần kỳ, Lăng Hàn nâng cao bó đuốc và đi tìm thiên tài địa bảo. Chương 4854, cửu biến, một khối cực hàn thiết, pháp khí lục tinh vỡ vụn, tinh thần thạch, Lăng Hàn có thu hoạch nhưng không có tiên dược. May mắn bó đuốc của hắn là loại cực lớn, thậm chí còn vượt qua bản thân hai đại cảnh giới, nhưng nói đến năng lực đấu vượt cấp, có ai vượt qua hắn? hồn lực của hắn cảm ứng rõ ràng, bó đuốc có thể đốt 3 giờ. Xuyên qua vùng đất hắc ám, đại khái cần 10 phút đồng hồ, cho nên, Lăng Hàn chỉ cần lưu lại 10 phút, cho dù tốc độ thế nào cũng có thể đi ra. Hắn tìm kiếm, tìm kiếm, tìm kiếm, nhưng ông trời đang đùa hắn, hắn không có thu được tiên dược. Đồng nát sắt vụn thu một đống, nhưng tiên dược đâu? Lăng Hàn cảm thán, đương nhiên, những đồng nát sắt vụn này cầm ra ngoài khẳng định sẽ bị người ta tranh cướp, trong đó không ít là đồ tốt. Tài liệu pháp khí Ngô Tinh, Lục Tinh, có chân phẩm trợ giúp luyện đan, chờ một chút, còn có một lá bùa vỡ vụn, Lăng Hàn nghiên cứu qua, thứ này có thể kích hoạt uy năng giáo chủ, thậm chí có thể đạt tới cấp bậc Ngô Tinh. Thế nhưng ta muốn tiên dược. A, à, hắn sững sờ, hắn cảm thấy gốc thực vật hình dáng củ cải. Có thể sinh trưởng ở đây là củ cải hay sao? Lăng Hàn vui mừng, tiên dược, rốt cuộc hắn tìm được tiên dược. Hắn vội vàng chạy tới, cẩn thận đào móc tiên dược, nhưng hắn lại thất vọng. Đây là tiên dược không giả, nhưng không phải tăng tu vi, mà là cường hóa sức sống, cho người ta ăn vào, sống lâu hai ba trăm năm tuyệt không thành vấn đề. Hai ba trăm năm thọ nguyên đấy, tuyệt đối có thể gọi là đại dược, nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, đây là gân gà. Nhìn xem sau này có thể đổi được đại dược hay không. Đối với những tôn giả kia mà nói, thọ nguyên ý nghĩa nhất, nên có thể đổi được đồ tốt. Lăng Hàn thu tiên dược vào, áp chế tâm tình thất vọng và đi tìm tiếp hắn lại nhặt được thật là nhiều đồ rách nát, mà thời gian đang trôi qua, thời gian 3 giờ sắp tới. Móa, khắp nơi là bảo, không có thứ gia tăng tu vi. Lăng Hàn nhe răng, hắn quá xui xẻo mà. 25 phút đồng hồ, 20 phút, 15 phút. Lăng Hàn thở dài, dự định rời khỏi vùng đất hắc ám, hắn không muốn bị vây khốn ở đây. Không sao, chỉ chậm 2-3 tháng mà thôi. Hắn tự an ủi mình nói, lại tìm 5 phút đồng hồ, sau đó rời đi. Đi tới đi tới, bỗng nhiên hắn tìm được gốc thực vật cao ba thước, tạo ra một cái tán cây nho nhỏ, phía trên kết ba viên trái cây, chia làm vàng, bạc, đỏ ba màu. Tiên quả, Lăng Hàn vui mừng, hắn vội vàng tiến lên hái trái cây xuống, hắn không kịp xem xét và rời đi. Thời gian có hạn, ở bó đuốc chỉ còn lại 2 phút, Lăng Hàn xông ra khỏi vùng đất hắc ám. Hắn xuất hiện bên cạnh bãi biển, bốn phía là cây cối lá cây rậm rạp, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ ấm áp. Quay đầu xem, vùng đất hắc ám che phủ bầu trời hắn đi lên phía trước, nhảy lên một cây đại thụ, sau đó xem xét thu hoạch. Đây là tiên quả gia tăng tu vi, lăng hàn tươi cười, cuối cùng, ông trời phát hiện tâm không đùa với hắn. Hắn cầm lấy quả trái cây màu đỏ, hắn bắt đầu ăn. Quả rất nhỏ, chỉ lớn như hạt nhãn, cho nên không cần gặm, quả có vị chua chát. Qua một lúc, nhiệt lực bao phủ cơ thể lăng hàn. Tới, lăng hàn vận chuyển đế kinh, thôi động tu vi tăng lên, trong thức hải, linh thân thứ tám kém một tia đã viên mãn hoàn mỹ vô khuyết, có thể xung kích cửu biến. Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn bắt đầu đột phá cửu biến. Theo nhất biến đến cửu biến, kỳ thật cũng không có biến hóa về chất, chỉ tố hình linh thân của chân ngã, bởi vậy độ khó tăng lên, chủ yếu là linh thân bài xích nên khó thành công. Lăng Hàn nhanh chóng nhập định, thôi động tu vi bước về phía cảnh giới cao hơn. Một ngày sau đó, hắn cảm ứng thần thức quét qua. Là la hoa đường, hiện tại Lăng Hàn đã khoác ra hư không thú, bởi vậy thần thức quét qua và không dừng lại một lúc sau lại có thần thức quét qua văn nhân lương bình nhưng hắn không phát hiện lăng hàn hai người này cũng không có dễ dàng từ bỏ như vậy sau khi dò xét vài lần mới bỏ đi lăng hàn cười lạnh chờ sau khi hắn đột phá hắn sẽ tính sổ với hai kẻ này lại một ngày sau đó linh thân thứ chín đã hình thành cửu biến lăng hàn đứng lên hai tay rung động lực lượng sôi trào như nước biến chất lần này là biến chất tuyệt đối sau khi tiến vào cửu biến hắn đạt được lực lượng ngang với giáo chủ giáo chủ chia làm chín tiểu cảnh giới phân biệt từ nhất tinh tới cửu tinh cũng giống như tôn giả thánh nhân chiến lực của ta hiện tại tương đương với giáo chủ nhất tinh nên cho bọn chúng kinh hỉ to lớn lang hàn nhanh chân đi tới bờ biển ông hắn phóng xuất thần thức như biển cả hắn muốn quang minh chính đại cho người ta phát hiện ra mình xeo xeo hai bóng người lướt tới cực nhanh la hoa đường văn nhân lương bình hai người đều nhìn lăng hàn cũng lộ ra sát ý đáng sợ. Cuối cùng cũng bắt được ngươi, Lăng Hàn mỉm cười, hai vị, đã lâu không gặp, thế nào, không trốn sao? La Hoa Đường lạnh lùng nói, vài ngày qua đi, lửa giận của hắn không giảm mà còn tăng lên. Lăng Hàn mở hai tay ra, ta trốn lúc nào, nếu ngươi có giác ngộ để chết, báo ra tên đi, tránh làm quỷ hồ đồ. La Hoa Đường không có tranh luận chuyện trốn hay không với Lăng Hàn, bởi vì không có ý nghĩa. Lăng Hàn cười ha ha, nếu ngươi đã thành tâm hỏi, ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, văn nhân lương bình là ta. Văn nhân lương bình tức giận, mẹ nó, da mặt của ngươi rất dày, lại dám giả mạo ta. Tốt, văn nhân lương bình, tiễn ngươi lên đường, la hoa đường cười lạnh nói, hắn giết tới. Lăng Hàn vui vẻ, hắn chỉ trêu chọc đối phương mà thôi, không nghĩ tới la hoa đường lại không biết tên văn nhân lương bình. Cũng phải, bọn họ chỉ hợp tác việc giết Lăng Hàn, trên bản chất là người cạnh tranh đế lộ, cần phải quan tâm đối phương hay sao. Một bên khác, sắc mặt văn nhân lương bình biến thành màu đen. chương 4855, hiểu lầm, la hoa đường giết tới đây, lực lượng cấp giáo chủ sôi trào, hắn vừa bắt đầu đã dùng hết toàn lực, hắn muốn đánh giết Lăng Hàn thành cặn bã. Nếu như Lăng Hàn chỉ là hóa linh cảnh bình thường, như vậy hắn có thể vận dụng linh thân, mỗi một đạo linh thân của hắn đều có được lực lượng chém giết hóa linh cảnh mạnh nhất, nhưng Lăng Hàn quá yêu nghiệt, yêu nghiệt đến mức la hoa đường không dám dùng linh thân. Hắn sợ sử dụng sẽ làm suy yếu chiến lược bản thể bởi vậy hắn một mình tấn công hai tay đan vào nhau một đạo trật tự thần liên xuất hiện hoặc đâm hoặc chém hoặc quấn lấy lăng hàn lăng hàn tươi cười hắn tùy ý na di tránh né hắn tránh thoát tất cả trật tự thần liên tấn công nhìn hắn tránh né rất nhẹ nhõm văn nhân lương bình nếu ngươi dám chủ động khiêu khích vì sao lại trốn trốn tránh tránh chẳng lẽ còn không có giác ngộ chịu chết hay sao la hoa đường lạnh lùng nói lời này tự nhiên đang khích tướng hy vọng lăng hàn có thể ngạnh kháng chính diện với hắn Lời này làm sắc mặt văn nhân lương bình tối tăm, hắn âm thầm nuốt nước bọt, hiện tại mặt đối mặt, người nhất định phải kêu tên sao, đây là mau bệnh gì thế? Hắn không nhịn được, nói, ta mới là văn nhân lương bình, a à, la hoa đường giật mình, hắn mới là văn nhân lương bình, lăng hàn là ai? Nghe khẩu khí, dường như hai người như ấy có cái gì đó nói không rõ, quan hệ khúc chiết không nói rõ thành lời. Hắn lại liên tưởng, vì cái gì lăng hàn đột nhiên dám chạy ra ngoài. ngươi lại không có bước vào giáo chủ cho nên chuyện này rất không thích hợp hắn vốn cho rằng lăng hàn không còn đường tránh né cho nên chỉ có thể chạy ra đợt ránh một trận chiến nếu chết oan ức còn không bằng đánh một trận oanh liệt nhưng bây giờ trong lòng của hắn sinh ra băn khoăn chẳng lẽ đây là cục diện do lăng hàn cùng văn nhân lương bình bày ra hay sao kỳ thật mình mới là mục tiêu bị chém giết nghĩ như vậy hắn tự nhiên không dám xuất thủ hắn vội vàng dùng ánh mắt cảnh giác nhìn sang văn nhân lương bình đây mới thật sự là kình địch văn nhân lương bình nhìn vào trong mắt hắn suýt phát điên mẹ nó người có bệnh sao mặt đối mặt người còn phải gọi tên người hiện tại thế nào hắn chỉ giải thích một câu mình mới là văn nhân lương bình kết quả lại bị đối phương hiểu lầm hắn không có giải thích một là không được gì chuyện này là sao thứ hai hành động thắng hùng biện oanh hắn thi triển toàn lực tấn công lăng hàn la hoa đường cũng không có lập tức xuất thủ hắn sợ văn nhân lương bình đang cố ý diễn kịch đợi mình ra tay sẽ đánh lén mình oanh 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 văn nhân lương bình chiêu chiêu thi triển hết toàn lực nhưng lăng hàn đã bước vào cửu biến thực lực có biến chất chính thức bước vào cấp giáo chủ hắn có gì phải sợ ha ha lương bình huynh không cần đóng kịch chúng ta liên thủ giết hắn lăng hàn chỉ vào la hoa đường và nói hắn cũng không nghĩ tới chính mình chỉ nói hưu nói vượn một phen lại làm la hoa đường sinh ra ngửa vực lớn như thế nhưng mà nếu hai người kia đã sinh ra hiểu lầm hắn cũng là không ngại lợi dụng một chút xem như đây là việc vui Quả nhiên, sắc mặt la hoa đường nghiêm túc, hắn nở nụ cười lạnh, thì ra đây là cái bẫy dụ mình nhảy vào. Hắn nói tại sao Lăng Hàn lại đột nhiên xông ra, quá không hợp lý. Không cần mắc mưu của hắn, Văn Nhân Lương bình trầm giọng nói, kẻ này chưa trừ diệt, người và ta sẽ có phiền toái lớn. Nhanh liên thủ với ta, ha ha, nếu như ta hiện tại xuất thủ, khi đó mới có phiền toái lớn. La Hoa Đường cười lạnh nó, diễn, diễn tiếp đi, người xem, Lăng Hàn biểu hiện quá dễ dàng, nào giống sinh tử chiến. Cho nên, các ngươi diễn kịch quá kém, còn muốn gạt ta. Hừ, xem ta thành kẻ ngớ ngẩn sao. Lương Bình Huynh, không cần đánh, người ta cũng không ngốc, căn bản không mắc mưu. Lăng Hàn cười nói, văn nhân Lương Bình không quan tâm tới Lăng Hàn, hắn hét lớn một tiếng và công kích mạnh hơn. Nhưng mà, việc này có ý nghĩa gì? Thực lực của Lăng Hàn đã không kém gì hắn, chỉ thủ không công, tự nhiên hắn có thể ngăn cản dễ dàng. Bành bành bành, thế công của văn nhân lương bình như thủy triều từng sóng xung kích tấn công lăng hàn nhưng mỗi một đợt đều bị lăng hàn phá giải không còn la hoa đường càng hiểu rõ hắn cũng không phải không biết thực lực của lăng hàn nếu như văn nhân lương bình thực sự xuất thủ toàn lực lăng hàn nên chật vật không chịu nổi sau mấy chục chiêu nhất định phải trốn chạy nhưng bây giờ thì sao lăng hàn quá nhẹ nhõm còn muốn dùng việc này lừa hắn sao ngây thơ thật sự quá ngây thơ tốt nếu lương bình huynh quyết định diễn kịch thì diễn nguyên bộ ta sẽ phối hợp một chút. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn triển khai phản công. Oanh, lực lượng kinh khủng sôi trào, hắn vươn tay tấn công, hắn rút ra một đạo tắc hóa thành thần mâu đâm vào văn nhân lương bình. Đây là thủ pháp đặc biệt hắn đạt được khi nghiên cứu vỏ của cực viêm địa linh quả, rút ra thiên địa quy tắc nhanh kinh người. Xeo, thần mâu phá không bắn về phía văn nhân lương bình. Văn nhân lương bình đánh ra một trường, hắn ngăn cản thần mâu. Bành, lực lượng và quy tắc nổ tung tạo thành sóng xung kích kinh khủng, văn nhân lương bình lảo đảo hắn lui về phía sau lòng bàn tay xuất hiện máu tươi chảy xuống máu tươi giống như hổ phách ngưng thực không gì sánh được thực lực của hắn không kém gì lăng hàn nhưng tu tiên pháp lại tranh lệch quá lớn bởi vậy thời điểm va chạm đã làm hắn ăn thiệt thòi không nhỏ lực lượng của hai người tương đương nhưng một người sử dụng bảo kiếm bách luyện tinh thiết chế tạo thành một người khác dùng phá đao dì xét khi giao phong chính diện với nhau ai thua đương nhiên bởi vì thực lực tương đương lăng hàn cũng lui về phía sau nhìn thế sẽ cho rằng hai bên ngang tay, thật ra lại là văn nhân lương bình ăn thiệt thòi nhỏ. La Hoa Đường nhìn vào trong mắt, khóe miệng nở nụ cười khinh thường càng đậm. Lăng Hàn lúc nào sau mạnh như thế, hắn có thể đối kháng với giáo chủ. Phải biết, gia hỏa này không có đột phá cảnh giới, hắn vẫn là hóa linh cảnh mà thôi. Cho nên, khẳng định là văn nhân lương bình cố ý nhường cho. Ha ha, diễn kịch còn diễn đủ thật, còn cố ý làm tay mình bị thương chảy ra chút máu tươi. Hắn dứt khoát khoanh tay, ta xem các người diễn tới khi nào. Hơn nữa, mặc dù là diễn kịch, nhưng dùng lực lượng lại không nhỏ, hắn cũng vui vẻ xem hai người đánh nhau kiệt sức, đến lúc đó hắn có thể dễ dàng thu thập tàn cục. Lui một bước mà nói, cho dù hai người diễn kịch thì thế nào. Hắn lại không quen biết văn nhân Lương Bình, thậm chí cả tên cũng không biết. Hắn muốn chỉ là một kết quả, đó chính là Lăng Hàn chết. Lăng Hàn cường thế phản kích, đạo tắc hạ bút thành văn, đạo tắc trong tay hắn hóa thành nhiều loại vũ khí tấn công văn nhân Lương Bình, Hắn dần dần quen thuộc pháp môn này, tương lai có thể sử dụng vào các loại tiên thuật khác. Thậm chí có thể xem đây là cơ sở tạo thành tiên thuật mới. Sắc mặt Phan Nhân Lương bình càng ngày càng ngưng trọng, đối thủ này không phải mình có thể chống lại, trời ạ, à, đây thật sự là hóa linh cảnh sao? Nhưng hắn cảm ứng khí tức lại là như vậy, tuyệt đối là hóa linh cảnh, hắn đã trải qua cảnh giới này, tự nhiên hắn quen thuộc không gì sánh được. Quái vật, siêu cấp quái vật, chương 4856, đâm lao phải theo lao. Ngươi là ngốc sao, Phan Nhân Lương Bình không nhịn được quát la hoa đứa hừng. Thực lực gia hỏa này lại tăng lên, đã là cấp bậc giáo chủ. Ha 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 ha, la hoa đường cười lạnh, đây là chuyện cười to lớn sao. Hóa linh cảnh nắm giữ chiến lược giáo chủ, đừng nói đế tử không thể nào làm được, cho dù thế hệ hoàng kim cũng không có khả năng. Cho nên, ngươi nói gia hỏa này là vượt qua quái vật thế hệ hoàng kim sao. Ngươi xem ta thành kẻ ngớ ngẩn sao, la hoa đường hoàn toàn không để ý tới, nhất định là văn nhân Lương Bình cố ý ngụy trang, dụng ý ám hại chính mình. Đến lúc đó, nói không chừng trên người Lăng Hàn có đại sát khí, từ đó có thể tạo ra một kích trí mạng khi đánh vào người mình. Hiện tại hắn đang bàng quan, hoàn toàn chiếm cứ chủ động. Nếu hai người liều lưỡng bại câu thương, hắn có thể nhẹ nhõm thu thập tàn cuộc, nếu hai người ngưng chiến liên thủ tấn công hắn, vậy hắn cũng có thể xoay người bỏ chạy. Đến, các người tiếp tục biểu diễn, chiến chiến chiến, Lăng Hàn và Văn Nhân Lương Bình kịch chiến, nhưng dù Lăng Hàn nắm giữ chiến lược giáo chủ cũng không cách nào áp đảo văn nhân lương bình, hơn nữa còn phải dựa vào sát khí xung kích, huyễn cảnh hắc mang mới có thể bảo trì cục diện ngang tay. Ai, khó trách bắt đầu từ giáo chủ đã có thể gọi là đại năng, đúng thế, từ hóa linh cảnh đến giáo chủ, bước này có tiến bộ quá lớn, vượt qua thì thực lực tăng vọt, hoàn toàn nghiền ép hóa linh cảnh. Còn tốt, một đấu một, Lăng Hàn cũng không rơi xuống hạ phong. Văn nhân lương bình đang nóng vội, hắn chậm chạp không thể làm gì được Lăng Hàn, mà la hoa đường đang nhìn chằm chằm vào, không biết đang có ý đồ gì, hắn sinh ra cảm giác sầu lo. Hắn hét lớn một tiếng và vận dụng pháp khí, kiếm quang oanh động, sắc bén không gì sánh được. So pháp khí, lăng hàn cười ha ha, người đang tìm đánh sao. Hắn lấy ra pháp trượng và tấn công, tinh thần lực suy yếu một đoạn, công kích cũng chính thức bước vào cấp độ giáo chủ, ánh sáng màu lam bắn ra lực lượng đáng sợ. Bành, kiếm quang va chạm với ánh sáng màu lam, tất cả đều biến mất. Lăng Hàn lắc đầu, vẫn bị giới hạn bởi cảnh giới của hắn, nếu không, thánh khí đánh ra một kích cũng không kém như vậy. Đương nhiên, hắn còn có một tấm phù có thể đánh ra uy năng giáo chủ ngô tinh, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí trên người của văn nhân Lương Bình. Đối thủ này, hắn có thể bằng thực lực giải quyết, lại nói, tự tay xử lý mới thống khoái. La hoa đường hít khí lạnh, hắn thầm kêu may mắn. Quả nhiên, Lăng Hàn thực sự cất giấu đại sát khí. Nếu bất thình lình bị Lăng Hàn và Văn Nhân Lương Bình sử dụng pháp khí hợp kích, cho dù hắn không chết cũng trọng thương may mắn hắn đủ thông minh giết 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 lăng hàn cùng văn nhân lương bình chiến đấu càng kịch liệt chiêu chiêu lăng lệ không gì sánh bằng bắt đầu liều mạng rất nhanh trên người hai người đầy vết thương vết thương trồng chất trong ánh mắt văn nhân lương bình hiện ra thần sắc do dự mặc dù hắn muốn giết lăng hàn báo thù cho đệ đệ nhưng hắn ngàn vạn lần không muốn bồi cả tính mạng của mình vào nhưng tiếp tục như vậy hắn thật có khả năng đồng quy vô tận với lăng hàn hơn nữa La Hoa Đường đang đứng bên cạnh nhìn, ai biết đến lúc đó hắn có ra tay hay không. Cho nên, hắn có đầy đủ lý do rút lui. Nghĩ như vậy, công kích của hắn càng yếu đi không ít. Lăng Hàn cũng bị thương nhưng hắn đang cố ý. Hắn có thể hóa giải sáu trọng thiên công kích vào người mình, mặc dù không có bước vào giáo chủ nhưng năng lực này vẫn bộc phát uy thế của mình, lại phối hợp với thể phách cường hoành, văn nhân lương bình tạo ra đả kích lên người hắn không có khủng bố như hắn biểu hiện. Cho nên, hắn là cố ý giả bộ như bị thương, chủ động giảm chiến lược xuống dùng việc này mê hoặc đối thủ bằng không văn nhân lương bình cùng la hoa đường chia nhau chạy hắn cũng chỉ có thể truy kích một trong đó hắn không muốn đoạn ân oán này kéo dài quá lâu càng đánh chiến lược của hai người càng xuống thấp la hoa đường nhìn vào trong mắt từ đầu đến cuối hắn không có xuất thủ hắn chỉ cười lạnh mà thôi đột nhiên văn nhân lương bình lộ ra một ít sơ hở đương nhiên lăng hàn sẽ không bỏ lỡ hắn cường thế đột phá và nắm lấy sơ hở này người bị lừa rồi Văn nhân lương bình cười lạnh nói, chiến lực của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều. Lực lượng của hắn bắt đầu giảm xuống nhưng trình độ còn lâu mới có khoa trương như hắn biểu hiện, hắn đang cố ý đảo hố cho Lăng Hàn, làm đối phương phán đoán sai lầm, hắn sẽ nhân cơ hội bộc phát đánh Lăng Hàn trọng thương. Quả nhiên, Lăng Hàn cắn mồi nhử, oanh, hắn vận dụng thánh thuật, đây chính là đại chiêu được chuẩn bị tỉ mỉ. Bành, một kích của hắn bị nắm đấm ngăn cản, Lăng Hàn tươi cười, làm gì đó, lực lượng của hắn tăng lên, nếu không vì ổn định tâm lý hai gia hỏa này, hắn cần gì phải phối hợp suy yếu vài phần chiến lược chứ? Phan nhân Lương Bình không nói ra lời. Khốn kiếp, hắn đảo hố cho Lăng Hàn, không nghĩ tới Lăng Hàn cũng đang đảo hố cho hắn. Đối phương làm thế nào? Ngươi chỉ là hóa linh cảnh đấy. Dù chiến lược của ngươi có thể đạt tới cấp giáo chủ, nhưng sức chịu đựng làm sao có thể so sánh với giáo chủ? Nhưng sự thật đúng thế như thế, hắn nhận được kinh hỷ to lớn. Phan nhân Lương Bình sinh ra thoại ý. La Hoa Đường chậm chạp không chịu xuất thủ, thậm chí có khả năng còn mang sát ý với hắn, hắn có lo lắng cho nên không thể dùng toàn lực xuất thủ. Lại nói, cho dù buông tay đánh cược một lần, hưu chết vào tay ai còn chưa biết. Vừa nghĩ đến đây, hắn lập tức xoay người rời đi. Hắn đi sẽ làm La Hoa Đường liều mạng với Lăng Hàn, hắn nhân cơ hội khôi phục thực lực, ngựa ông đắc lợi, trái lại có thể nắm giữ quyền chủ động. Nhưng Lăng Hàn sẽ nhìn hắn bỏ chạy, hắn phát động phượng dực thiên tường, Lăng Hàn lập tức đuổi kịp văn nhân Lương Bình, hỏa diễm hùng hùng hóa thành hỏa diễm hủy diệt áp lực của văn nhân lương bình càng lớn hắn chính là đạo tử thánh địa nên không nắm giữ đế thuật lúc này đối mặt với bí thuật mạnh nhất của chân hoàng tự nhiên hắn càng chật vật trốn không thoát làm sao bây giờ hắn cắn răng vậy thì tử chiến văn nhân lương bình giết trở về hắn sẽ gặm chết lăng hàn lúc này hắn nói với la hoa đường ngươi lại không ra tay đừng nói giết kẻ này có khả năng ngươi sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục la hoa đường bình chân như vậy chẳng lẽ hắn không nhìn ra được sao cho dù lăng hàn hay là văn nhân lương bình đều sắp dùng hết lực lượng đây là kết cục có lợi với hắn không quản lăng hàn cùng văn nhân lương bình có phải một đám hay không ngược lại hắn có thể thuận lợi thu thập tàn cuộc thấy la hoa đường bất động văn nhân lương bình cũng chỉ có thể gãy răng nuốt vào bụng mà thôi dù sao hắn đã đưa ra lựa chọn oanh 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 hai người kịch chiến văn nhân lương bình thế yếu càng ngày càng rõ ràng lăng hàn vận dụng tới năng lượng hủy diệt lực sát thương thật đáng sợ bao phủ nắm đấm, hộ thuẫn phòng ngự đối mặt năng lượng hủy diệt chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Ngô, phan nhân lương bình kêu thảm thiết, nắm đấm của lăng hàn tùy tiện đánh phá phòng ngự của hắn, cũng đánh hắn trọng thương. Hắn ý thức được không ổn, liều lĩnh lao về phía la hoa đường. Cho dù chết hắn cũng muốn kéo theo người khác xuống nước, bằng không hôm nay hắn phải chết. Cuối cùng cũng lộ đuôi hồ ly, la hoa đường cười lạnh, hắn không xuất thủ, thân thể hắn lui về phía sau. Khốn nạn, Văn Nhân Lương Bình mắng, chương 4857, chém hết. Văn Nhân Lương Bình đã lâm vào cảnh sơn cùng thủy tận, mà La Hoa Đường còn không xuất thủ tương trợ, như vậy hắn có thể chống đỡ mấy chiêu. Lăng Hàn phát động Phượng Dực Thiên Tường, hắn nhanh chóng đuổi kịp Văn Nhân Lương Bình, song quyền oanh kích liên tiếp. Bang, 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 ba quyền đều đánh vào lưng Văn Nhân Lương Bình, năng lượng hủy diệt xông vào trong cơ thể Văn Nhân Lương Bình, cũng tạo thành đả kích chí mạng lên đối thủ. Phốc, Văn Nhân Lương Bình phun ra một ngụm máu tươi thân thể hắn ngã nhào xuống đất. Chết, đến chết hắn vẫn to mắt nhìn chầm chầm vào mặt la hoa đường, giống như ở đang nói đây là diễn kịch hay sao, diễn đến mạng không còn. La hoa đường không đặt việc này trong lòng, hắn cũng không phải bằng hữu của văn nhân Lương Bình, thậm chí hắn vừa mới biết tên của đối phương, cho dù không phải diễn kịch, hắn cần quan tâm sao. Ha ha, vậy thì nói một tiếng thật xin lỗi đi. Hắn nói với thi thể của văn nhân Lương Bình, nhưng mà người yên tâm, Ta chẳng mấy chốc sẽ tiến hung thủ giết ngươi xuống địa ngục, hắn y sẽ lên đường cùng ngươi." Lăng Hàn lắc đầu, về khoảng nằm mơ nói sảng, ngươi chính là người trong nghề. "Ha ha, La Hoa Đường cười to, nói, "Ngươi đúng là rất mà anh, Hóa Linh cảnh có thể chém giết giáo chủ, từ xưa đến nay, ngươi là người duy nhất. Nhưng mà thực lực của ngươi cũng chỉ mạnh hơn tên kia một chút, cho nên, ngươi vì giết hắn, tất nhiên đã trả cái giá không nhỏ. Để ta đoán một chút, ngươi còn thừa lại mấy thành chiến lực?" bảy thành hay năm thành, hắn cao ngạo cười nói, không cần giả vờ chấn định trước mặt ta, ta biết, ngươi chỉ miệng cọp gan thỏ, chỉ cố giả vờ. a, à, ngươi cứ diễn tiếp đi, lăng hàn mỉm cười, hắn dùng ngón tay ngoắc ngoắc đối thủ. Đến, ngươi có thể lãnh giáo một chút, ha ha, ngươi càng như thế, càng chứng minh ngươi không có bao nhiêu thực lực. La hoa đường thét dài một tiếng, hắn tấn công lăng hàn. Oanh, 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 hai người đại chiến, la hoa đường cau mày tại sao chiến lực của Lăng Hàn còn mạnh như vậy, hắn đang hồi quang phản chiếu phù dung sớm nở tối tàn. Nhưng sau khi tái chiến trăm chiêu, Lăng Hàn vẫn sinh long hoạt hổ, lực lượng như sông dài, như biển cả, hoàn toàn không có dấu hiệu hết lực. La hoa đường chấn kinh, ra hỏa này còn dư lực. Đây là quái thai cỡ nào, hắn hít khí lạnh, trong nội tâm càng hối hận mãnh liệt. Sớm biết, hắn nên liên thủ với văn nhân Lương Bình. Hối hận rồi, Lăng Hàn cười nói, lúc đầu chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi dễ dàng bị lừa như vậy. Việc này càng chứng minh ngươi là tiểu nhân, cho nên mới sử dụng ác ý phỏng đoán suy nghĩ người khác. Người âm hiểm là ngươi, la hoa đường kêu lên, hắn bộc phát chiến lược cấp giáo chủ. Trốn là trốn không thoát, vừa rồi văn nhân Lương Bình đã dùng sinh mệnh để chứng minh điểm này, hơn nữa hắn mấy lần truy kích Lăng Hàn đều vô công, từ đó chứng minh tốc độ cực nhanh của Lăng Hàn. Hắn chỉ có thể bị chết gặm, dù sao, trạng thái của hắn đang lúc toàn thịnh, mà lăng hàn đã đại chiến sinh tử với một giáo chủ cho dù hắn còn dư lực chiến lực của hắn còn lại bao nhiêu cho nên hắn chỉ có thể cắn răng trèo trống nhất định có thể trèo trống đến lúc lăng hàn chống đỡ hết nổi nghĩ như vậy hắn lại tăng cường công kích muốn mức lăng hàn dùng toàn lực ứng phó để mau chóng tiêu hao hết lực lượng ý nghĩ tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc lực lượng của lăng hàn không giảm xuống nhưng la hoa đường lại không chịu nổi trước tiên sau khi kịch chiến hai ngày liên tục cho dù hắn có trạng thái toàn thịnh cũng không chịu nổi làm cho hắn tuyệt vọng là lang hàn vẫn ổn định lực lượng không có dấu hiệu giảm xuống mẹ nó hắn cuối cùng đã nếm thử cảm giác tuyệt vọng của văn nhân lương bình lúc trước tử vong gần trong gang tấc cũng không có người nào tương trợ chỉ có thể bất đắc dĩ liều chết không hắn gầm thét ba một đạo linh thân trong người hắn vỡ nát nhưng lực lượng của hắn lại lại tăng lên một đoạn hắn lại khôi phục lực lượng toàn thịnh thời kỳ hắn tự bạo một cái linh thể biến thành lực lượng tinh khiết không gì sánh được. Nhưng hắn đang uống rượu độc giải khát, nhưng vì mạng sống, hắn cũng bất chấp, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Chiến chiến chiến, một ngày sau, linh thân tự bạo mang tới hiệu quả biến mất, lực lượng của la hoa đường lại rất xuống ngàn trường. Hắn cắn răng tự bạo một linh thân, với hắn đây là đả kích mang tính hủy diệt, mỗi cái linh thân đều là một bộ phận lực lượng của hắn, thiếu một cái, hắn sẽ mất đi phần chiến lược này. Nhưng hắn có biện pháp gì chứ? Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ít đi hai cái linh thân, chiến lực sẽ giảm xuống rất mạnh, đối phương làm sao trở thành đối thủ của hắn. Oanh, Lang Hàn tăng cường công kích, La Hoa Đường càng ngày càng vô lực chống đỡ. Hắn không có cơ hội tự bạo linh thân thứ ba thì bị Lang Hàn đánh chết. Đạo tử không có thế tử phù, tự nhiên chết rất triệt để. Lui một bước mà nói, cho dù hắn có thế tử phù, bị năng lượng hủy diệt đánh chúng cũng phải chết. Lang Hàn nhìn thi thể của La Hoa Đường, thần sắc lạnh lùng, hắn không có chút thương hại nào đối phương muốn đánh giết hắn, đương nhiên trong lòng của hắn sẽ không có gợn sóng. Sau khi lục soát thi thể của hai người này, Lăng Hàn tìm được mấy món pháp khí không gian, nhưng bên trong không có thứ gì chân quý. Quỷ nghèo, Lăng Hàn lắc đầu, hắn cũng không vội tiến lên, hắn lấy hai viên trái cây ra ăn vào, tiếp tục luyện hóa. Hắn tốn thời gian hai ngày, linh thân thứ chín lại ngưng thực một chút, nhưng hắn còn kém một nửa mới đạt tới viên mãn. Không vội, từ thất biến tới cửu biến, đoạn đường này hắn đi rất gấp, hắn vẫn khống chế một chút không thể chiếu cố cảnh giới tăng lên mà là hắn càng chú ý cơ sở hắn tiến lên phía trước rất nhanh một vùng biển xuất hiện trước mặt bởi vậy chậm trễ thời gian mấy ngày phía sau tự nhiên có người tới và chặt cây làm bè gỗ không thể trực tiếp bay qua sao lang hàn thử một chút hắn tung người muốn bay qua biển chợt cảm thấy có lực lượng khổng lồ kéo hắn xuống oành hắn rơi vào trong biển ha 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 gần đó có mấy người cười ha hả nhưng càng nhiều người nhìn lướt qua và thu hồi ánh mắt. Bọn họ tới đây tranh đoạt cơ duyên, cũng không phải đến xem náo nhiệt. "Tiểu tử, không nên mơ mộng nữa." Một tên tráng hán nhìn thấy Lang Hàn ló đầu ra khỏi mặt nước, đối phương nói với hắn. Lang Hàn cũng không phải bơi ra khỏi mặt nước, hắn đi từng bước dưới đáy biển. Bởi vì trong nước biển có áp lực cường đại, hắn căn bản không nổi lên được, hơn nữa với thể phách của hắn cũng cảm giác ra đang căng phồng, giống như muốn phá vỡ thân thể của hắn. Đây chỉ là bờ biển mà thôi nếu xuống dưới biển sâu, trực tiếp chìm tới đáy, khi đó áp lực đáng sợ cỡ nào. Tôn giả cũng có thể bị ép thành thịt nát, lăng hàn vận chuyển thập tu thuật, vết thương khép lại rất nhanh. Thành thành thật thật đi đốn củi đi, tráng hán này nói thêm, lăng hàn tươi cười, ta còn muốn thử lại lần nữa, thử lại, ha ha, người còn muốn thử cái gì, không ít người suy cười, người không có bè làm sao vượt biển. Không thấy tất cả mọi người đang chế bè sao, người còn muốn gây náo động, chẳng lẽ muốn làm mọi người trào phúng ngươi không có năng lực hay sao? Ngươi đúng là cuồng vọng, một tên thanh niên mặc áo lam nói ra, hắn cười lạnh. mươi 4858, Sử Nhân Tác Quái Lúc này, Lăng Hàn thật sự không hiểu, khốn kiếp, ta vượt biển là việc của ta, ta trêu ai ghẹo ai. Chẳng lẽ như vậy cũng kéo thù hận, Lăng Hàn cười ha ha, hắn nhìn tên thanh niên áo lam, thản nhiên nói. Làm gì, ta muốn làm cái gì, Ngươi còn quản được sao? Ha ha, ta mới không rảnh quản ngươi bởi vì ngươi quá phách lối ta không quen nhìn mà thôi thanh niên áo lam hừ một tiếng ta rất phách lối sao lang hàn cười cười vậy ngươi còn chưa gặp qua thời điểm ta phách lối chân chính rồi nghĩ đến thời điểm ở nguyên thế giới hắn khiêu chiến thiên tôn đối địch với quái vật cuồng loạn diệt thế khi đó mới gọi là bá khí hiện tại hắn đã thu liễm bao nhiêu lang hàn lắc đầu hắn cũng lười để ý tới loại tiểu nhân vật thanh niên áo lam đang kêu gào nhưng Lăng Hàn không hề để ý, đám người gần đó lắc đầu. Thì ra là ra hỏa trứng rái mềm, trong giới võ đạo, làm người ta xem thường nhất chính là sợ chiến. Người có thể chiến bại, nhưng người không có dũng khí đánh một trận. Ha ha, phải biết, Lăng Hàn và thanh niên áo làm đều là hóa linh cảnh, hai người lại không có thủ oán với nhau, chỉ cần đánh thắng là được, nhưng Lăng Hàn không có dũng khí đánh một trận, có thể không bị người khác xem thường hay sao. Đám người bốn phía bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía lăng hàn đầy khinh thường còn muốn vượt qua chỉ bằng ngươi lăng hàn không đặt ánh mắt mọi người trong lòng đạt tới độ cao của hắn còn cần để ý tới hiểu lầm như vậy hay sao hắn nếm thử lần nữa hắn muốn một mình vượt biển phù phù hắn vẫn ngã vào trong biển nhưng mà lần này lăng hàn lại cười nhạt hắn có một tia đầu mối hắn lần thứ ba nếm thử kết quả vẫn rơi xuống biển kết thúc tất cả mọi người đều cho rằng kết quả như vậy nên không cảm thấy ngoài ý muốn nếu lăng hàn thật sự có thể dựa vào thực lực tự thân vượt qua như vậy mới là việc không thể tưởng tượng nổi ta thật không biết nên nói hắn thế nào mới tốt biết rõ chính mình không được nhất định phải trang bức tự dưng bị người khác chế giễu không nói tới trở cười chỉ là sử nhân tác quái ta cũng lười nhìn mà thôi người xung quanh đều lắc đầu cũng lười chú ý lăng hàn trong mắt bọn họ lăng hàn chính là thằng hề không biết xấu hổ mà thôi cho nên bọn họ cũng không có chú ý tới mặc dù lăng hàn lần lượt thất bại càng nhiều hắn chỉ đang kéo dài thời gian của chính hắn mà thôi ha ha lăng hàn tươi cười sau mấy chục lần thất bại cuối cùng hắn đã có phát hiện hắn thả thần thức ra hắn nhìn thấy tần suất chấn động nào đó lập tức thế giới này đã khác biệt bầu trời trên mặt biển xuất hiện từng đầu dây yếu ớt như tơ tằm đó là quy tắc ha ha các vị ta đi trước một bước thanh niên áo lam quát tháo lăng hàn lúc trước đã chặt đủ cây chuyện này không dễ dàng bởi vì bên bờ biển cũng chỉ có bao nhiêu cây như thế, ngươi chặt ta cũng chặt, còn thừa không nhiều, cần thông qua chiến đấu mới có thể thu được. Cho nên, việc này cũng chứng minh thanh niên áo lam cường đại. Lúc này có mấy nữ võ giả chạy tới, tất cả đều mỉm cười, năn nỉ thanh niên áo lam mang theo chính mình. Thanh niên áo lam nhìn quanh, việc này thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, bởi vậy, hắn vung tay lên, bốn nữ võ giả lên bè gỗ, hắn đánh một trường làm bè gỗ bay lên, sau đó rơi vào trong biển rộng, cũng vượt sóng gió vượt lên phía trước. Từ đầu đến cuối, hắn không liếc mắt nhìn Lăng Hàn một cái. Cần để ý sao, Lăng Hàn không thèm quan tâm, hắn nhảy lên cao và vững vàng đứng trên mặt biển, Lăng không mà đứng. Bởi vì chân hắn đạp lên sợi tơ quy tắc, khốn kiếp, ta thấy cái gì, trời à, có người thấy được và kinh hô, cũng kinh động đến người bên cạnh, tất cả nhìn theo ánh mắt của hắn và hô lớn. Thế là việc này như bệnh truyền nhiễm, tất cả người trên bãi cát đều giật mình, đều dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Lăng Hàn. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Kỳ tích, nơi này phần lớn là hóa linh cảnh, thậm chí còn có giáo chủ, nhưng có người nào có thể phi thân bay đi. Không phải là không muốn, mà là không thể. Nhưng bây giờ bọn họ thấy được kỳ tích, có người đạp không trên biển, tay áo bồng bình như tiên nhân. Trước đó những người cười Lăng Hàn đều hận không thể đào cái hố chôn mình xuống dưới. Người ta là thằng hề sao? Không, mình mới là thằng hề. Nơi xa, Thanh niên áo lam cũng nghe thấy mọi người kinh hô, hắn càng thêm đắc ý, nhưng cùng lúc đó hắn cảm thấy khó hiểu, bởi vì có quá nhiều người chế bè vượt biển, cần các ngươi kinh ngạc như vậy sao? Trời, một nữ võ giả trên bè quay đầu nhìn lại, sau đó đôi mắt mở to, nàng kinh ngạc khó nói thành lời. "Má ơi, ba nữ tử khác không tốt hơn chút nào, bọn họ đều kêu lên đầy kinh hãi." Thanh niên áo lam quay đầu lại quan sát, hắn cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, thậm chí hắn quên rằng mình quay đầu như thế làm cổ đau đớn nơi xa lăng hàn đạp không mà đi hắn đang tiến lên cực nhanh mẹ nó gặp quỷ rồi tốc độ của lăng hàn rất nhanh hắn chỉ đi vài bước là đuổi kịp chiếc bè sau đó hắn không có nhìn nhiều trực tiếp đi xa không có một câu khoe khoang nhưng cao điệu như vậy còn tốt hơn khoe khoang gấp vạn lần thanh niên áo lam thật sự có xúc động nhảy biển kết quả của châm chọc đủ kiểu chính là như thế này sao lăng hàn vượt biển mà đến khí thế nghiền ép hắn thành cặn bã hắn có thể cảm ứng được người bên bờ đang dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, mang theo một nửa chế diễu và một nửa đồng tình. Bi kịch, Lăng Hàn không có đặt thanh niên áo lam trong lòng, cấp độ của hắn đã sớm vượt qua đối phương. Hắn nhanh chân rời đi, hắn cũng không có sử dụng phượng dực thiên tường, bởi vì mỗi khi hắn đạp lên sở tơ quy tắc đều rung động, nếu như phát động phượng dực thiên tường, khi đó sẽ dẫn động quy tắc hỏa diễm sẽ sinh ra xung đột, từ đó hắn sẽ không thể đạp vào sợi tơ. Như thế cũng không chậm, không biết còn nhanh hơn bè gỗ bao nhiêu lần. Rất nhanh, hắn đã đuổi kịp các bè gỗ trước, thời điểm hắn vượt qua, hắn có thể nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của những người kia. Hắn lên tiếng chào giống như đang chào hỏi hàng xóm, sau đó ngây ngang rời đi, chỉ lưu lại đám người trên bè gỗ ngây ra như tượng gỗ. Lại qua một lúc, hắn lại đuổi kịp bè gỗ khác. Lúc này, hắn không có chào hỏi, trực tiếp vượt qua, nhưng hai người trên bè gỗ suýt chút nữa rơi xuống biển. Cứ như vậy, Lăng Hàn liên tiếp vượt qua, không biết làm bao nhiêu người rớt cả trong mắt ba ngày sau đó nơi xa xuất hiện đường chân trời hắn vốn cho rằng cần vượt qua biển cả hắn lập tức phát hiện không đúng đây không phải đại lục mà là một hòn đảo bởi vì quá lớn cho nên làm cho hắn nghĩ đây là đại lục lại đi một hồi hắn bước xuống hòn đảo thật nóng lang hàn suýt chút nữa nhảy lên bởi vì nơi này quá nóng giống như lòng đất sinh ra chân hỏa vô thượng làm cho cả hòn đảo nóng như lửa hắn vận chuyển màn sáng tinh thần ngăn cản nhiệt lực sau đó hắn quan sát chung quanh. Chương 4859, người ác độc. Quỷ dị chính là, cho dù nóng ngập trời có thể làm bàn chân bốc cháy, nhưng nơi này lại có cây cối cao lớn sinh trưởng, có cây có cỏ, tất cả đều cực kỳ to lớn. Tại sao chúng không bị nóng bức làm chết khô? Lăng Hàn vì tiện nhổ một cây cỏ, bỗng nhiên hắn nhìn thấy chất lỏng màu đỏ thấm rơi ra ngoài, nhìn kỹ, đây chính là dung nham. Khốn kiếp, đây là cỏ gì? Hắn lại chặt đứt một gốc đại thụ chỉ thấy dung nham màu đỏ thắm dâng trào, cây ngay sau đó một cuộc dung nham bắn lên cao trăm trượng. Thân thể lăng hàn lóe lên, hắn lập tức tránh thoát dung nham. Cảnh này rất khủng bố, bản năng hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn không đụng vào mới tốt. Do xét chung quanh, tất cả đều là thực vật hoặc cao hoặc thấp, nếu khai chiến ở nơi này sẽ cực kỳ náo nhiệt. Những thực vật này rất yếu ớt, rất dễ dàng bị bẻ gãy, mà hết lần này tới lần khác, sức nóng của chúng rất kinh người, trong rễ cây còn có dung nham cuồn cuộn, một y khi vỡ vụn, dung nham sẽ bắn tung tóe ra chung quanh. Có thể tưởng tượng, hai tên võ giả khai chiến ở chỗ này, kết quả tuyệt đối không có kẻ thắng, mà là hai bên sẽ bị dung nham đốt thành cho bụi. Lăng Hàn bắt đầu tiến lên, xuất hiện một hòn đảo ở đây, có lẽ nó không phải là nơi cho mọi người đặt chân. Nguy hiểm xưa nay đều làm bạn với nguy cơ, cho nên, nơi này cực kỳ có khả năng tồn tại bảo vật. Hắn cất bước đi tới, xeo, chỉ thấy có người lăng không bay lượn và đáp xuống trước Lăng Hàn. Đây là một tên cường giả giáo chủ, nhưng nhìn hắn hết sức trẻ tuổi, hắn khoảng 24 tuổi, trên người mặc trường sam màu trắng, trên thân không nhiễm một hạt bụi bặm, từ đó lộ ra dáng dấp phiêu giật suốt chân. Nhưng hắn có thể phi hành cũng không phải bởi vì hắn nắm giữ quy tắc như Lăng Hàn, mà là trên hòn đảo này không có áp lực. Tên cường giả giáo chủ này nhìn Lăng Hàn, phát hiện hắn chỉ là hóa linh cảnh thì thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt còn lộ ra một tia xem thường. Chỉ là hóa linh cảnh, đương nhiên không lọt vào pháp nhãn của hắn. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đột nhiên, đôi mắt của hắn sáng lên, ánh mắt của hắn khóa chặt bụi cỏ nào đó. Lăng Hàn nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy trong bụi cỏ mơ hồ có thể nhìn thấy đồ vật đo rực như lửa, lại giống như thủy tinh. Đây chính là tên kia giáo chủ cấp cường giả muốn tìm đồ vật. Người trẻ tuổi mặc áo trắng vui mừng, hắn đi tới chỗ bụi cỏ kia. Còn không chờ hắn ra tay, đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ nhảy ra khỏi bụi cỏ tấn công hắn đó là một con mèo to, toàn thân con mèo đỏ rực, cũng không có lông tạp, bộ lông dựng đứng giống như ngọn lửa bốc cháy, tốc độ của nó cực nhanh, nó nhe răng lộ ra hàm răng sắc bén. Người trẻ tuổi mặc áo trắng cao mày, hắn không do dự xoay người bỏ chạy, dáng vẻ rất quả quyết. Con mèo gầm lên và đuổi theo không bỏ, người trẻ tuổi mặc áo trắng lao sang bên cạnh lăng hàn, hắn nghĩ nghĩ, hắn vươn tay phải đánh vào người lăng hàn. Đây là cử chỉ cố ý của hắn, hung thú nơi này cực kỳ khó chơi, một khi bị chúng nó để mắt tới sẽ đuổi theo ngươi 10 ngày nửa tháng, lúc trước hắn đã lĩnh giáo qua, lãng phí rất nhiều thời gian của hắn. Cho nên, hắn xuất thủ đánh Lăng Hàn, để Lăng Hàn đi va chạm Hỏa Miêu, kể từ đó, chẳng khác gì chủ động khiêu khích, từ đó Hỏa Miêu sẽ nổi giận và tấn công Lăng Hàn. Mặc dù nói chỉ là hóa linh cảnh không thể ngăn cản bao nhiêu chiêu của Hỏa Miêu thực lực cấp giáo chủ, nhưng chỉ cần tranh thủ chút thời gian thay hắn là tốt rồi, khi đó hắn có thể thoát khỏi Hỏa Miêu. Về phần Lăng Hàn chết có oan hay không? ha ha hắn cần quan tâm sao đương nhiên chính mình là trọng yếu nhất lăng hàn sướng sờ không nghĩ tới chính mình sẽ bị công kích nhưng hắn suy nghĩ là hiểu dụng ý của đối phương đối phương muốn hắn làm bia đỡ đạn không thù không oán người này quá độc ác ở loại này trong nháy mắt phản ứng bên trên có thể nhất nhìn ra một người nội tâm hoàn toàn không có thời gian cân nhắc chỉ có thể làm ra bản năng lựa chọn cho nên người này cực ác sát ý của lăng hàn sinh ra hỏa miêu lao tới Chiến hay là không chiến? Lăng Hàn nghĩ nghĩ, hắn xuất ra một quyền tấn công hỏa miêu. Hắn cảm thấy hứng thú với vật trong bụi cỏ, thứ cường giả giáo chủ đều muốn thu hoạch được, có lẽ có quan hệ đến cơ duyên trên hòn đảo này. Lăng Hàn lao vào hỏa miêu, tự nhiên cũng bị hỏa miêu xem là kẻ địch, cho nên nó lao tới tấn công Lăng Hàn. Bành, nắm đấm va chạm với móng vuốt, lúc này kình phong bắn ra khắp bốn phía, cây cối hoa cỏ chung quanh bị nghiền nát. Lần này náo nhiệt, dung nham như mưa bay khắp trời. Nơi xa, người trẻ tuổi mặc áo trắng hơi dừng lại, trên mặt của hắn hiện ra thần thái nghi hoặc. Hùng thú cấp giáo chủ giết một hóa linh cảnh, tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Không phải là miểu sát sao? Được rồi, hắn quản việc này làm gì? Quách phú hàng cười nhạt một tiếng, bước chân ra tốc, nghênh ngang rời đi. Đáng tiếc viên hỏa diếm tinh thể kia, hắn nói thầm trong lòng. Oanh, lang hàn kịch chiến cùng hỏa miêu, người một quyền ta một chảo, chiêu chiêu đều là giao phong chính diện. Con hỏa miêu này có thực lực giáo chủ nhất tinh, chiến lực không tính là quá mạnh nhưng hung hãn không gì sánh được, cũng thể hiện đặc điểm của hung thú ra ngoài. Lăng Hàn bình thản không sợ, hắn cũng không phải không có giết qua giáo chủ nhất tinh, nhưng hoàn cảnh nơi này đặc thù, kịch chiến sẽ làm dung nham phun trào, lực sát thương của dung nham rất kinh khủng, cũng tạo thành quấy nhiễu lớn lên hắn. Trái lại hỏa miêu, nó hoàn toàn không sợ dung nham, giống như chỉ tắm rửa trong nước mưa mà thôi, thậm chí khi nó bị Lăng Hàn đánh thương dòng nham thạch trải qua vết thương cũng khép lại một cách kỳ tích khốn kiếp người ở chỗ này không chết hay sao lang hàn sử dụng tất cả tuyệt chiêu hắn cũng chỉ có chiến lược giáo chủ nhất tinh muốn đánh chết hỏa miêu hắn nhất định phải lộ ra át chủ bài hơn nữa hắn hiện tại cũng không muốn lãng phí thời gian hỗn độn cực lôi tháp xuất hiện tư một đạo lôi đình lóe sáng hỏa diếm cũng đánh trúng thân tháp không phải hỗn độn khí hiện tại hỗn độn cực lôi tháp còn chưa đạt tới cấp bậc lục tinh uy năng hỗn độn khí không đủ để ngăn cản hỏa diễm, nhưng bản thân mẫu kim lại có thể tùy tiện ngạnh kháng. Hắn lại vận dụng sát khí xung kích, hắn kinh ngạc phát hiện không có hiệu lực. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ, hỏa miêu không phải sinh linh, lang hàn sướng sờ, nếu như là sinh linh, cho dù là cấp giáo chủ cũng sẽ bị sát khí xung kích ảnh hưởng. Nhưng hắn chỉ hơi sướng sờ, lập tức thi triển cường công. Kỳ thật hỏa miêu không tính là quá mạnh, khó đối phó chính là dung nham tung bay, lực sát thương thật đáng sợ, cho nên, người trẻ tuổi mặc áo trắng quét vũ hàng trước đó mới có thể không chiến mà đi. Bởi vậy, vấn đề khó khăn lớn nhất đã được giải quyết, Lăng Hàn nhanh chóng chiếm được thế thượng phong, sau mấy trăm chiêu hắn đã anh sát hỏa miêu. Phốc, hỏa miêu vỡ nát, cũng không có mưa máu ngập trời, mà là dung nham bắn tung tóe ra ngoài. Bỗng nhiên hỗn độn cực lôi tháp phóng đại và bảo hộ Lăng Hàn vào trong. Dung nham bắn khắp nơi, lại bị hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản bên ngoài. Lăng Hàn gật đầu, Khó trách người kia tránh như rắn rết, loại hung thú này thật khó chơi. 3. Toàn bộ thân thể hỏa miêu đều hóa thành dung nham, nhưng có một khối tinh thể đỏ rực rơi xuống đất.